Mến chào quý thính giả Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân Quý thính giả thân mến Anh hàng phở lấy vợ cô đầu Thằng kéo xe lấy vợ ông tham Xem hai chuyện cũng đủ chứng rằng Ở cái đời này thật là đời nhân loại đã biết nhận nhau là bình đẳng Miễn là kẻ dưới có giác ngộ Người hèn có trí khôn Thời đều vượt được cảnh đê hạ mà nên được ngôi sung sướng cả Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay Vân xin mời quý thính giả cùng nghe các câu chuyện anh hàng phở lấy vợ cô đầu Thằng Quýt lấy tiểu thư Cậu ở chồng bà Cô giáo Hương Của tác giả Nguyễn Mạnh Bồng Chuyện được xuất bản năm 1928 Bởi nhà xuất bản Hương Hát Thư Điếm Mời quý thính giả cùng nghe Anh hàng phở lấy vợ cô đầu Phở... Vợ... Đêm khuya cứ từ 11 giờ mà đi Ta ngồi trong nhà nghe thấy tiếng giao bán phở giòn mà trong Xa nghe cũng thấy Đó là tiếng anh hàng phở lấy được vợ cô đầu đó Anh ta Cái ngày ấy tôi cũng không biết tên Xong tôi còn nhớ hình thù Người anh ta xương xương mà cao Mặt phớn phở mà dài Da bánh mật Đầu cúp cà rê hay đội cây mũ tây dạ Vai gánh hàng phở đi thiểu thệt ở đường giao. Phở, phở. Ai nghe tiếng giao của anh ta, thầy cũng biết hiệu anh ta mà gọi mua, vì phở anh ta bán ngon hơn các hàng phở bán rong khác. Nhà anh ta cho ở cửa Nam, anh ta mươi tuổi, vợ con chưa có, mà tính khí rất là cẩn thận. Anh ta cứ tối đến vào khoảng 8 giờ, thầy cất gánh đi bán phở đêm khởi đi từ hàng lờ, lên hàng bông, hàng gai, đi thẳng hàng đào, hàng ngang, hàng đường, rồi bán đến phố hàng giấy. Ấy, chị em trong xóm Bình Khang ta nghe thấy tiếng giao ấy đều bảo nhau rằng Hàng phở ngon đã đến. Chỉ gọi là hàng phở ngon vì không biết tên anh ta, mà chỉ ăn phở của anh ta. Ôi nhất nghệ tinh nhất thân vinh, thế cũng là một cái danh của anh ta vậy. Con người ta đi cầu lợi như anh hàng phở này Mà sách danh là phở ngon như thế Tưởng cũng là danh lợi kiêm toàn Anh ta được thiên hạo hoan nghênh cũng đắc chí Lại càng nghĩ cách làm phở cho ngon Phở càng ngon bán lại càng được nhiều tiền Xong cái tư tưởng của anh ta rất là đơn giản Cất gánh phở lên vai chỉ tính Đêm qua được lại chín hào Đêm kia lại đồng rưỡi Đêm nọ ngày hồi lãi được ba đồng hai Phải hôm ấy rời mưa nên hàng ế ế thời ế cũng không chịu lỗ vốn. Thế là lúc nào cũng có lãi. Đồ đồng mỗi đêm được lãi một đồng. Tính tiền ăn, tiền ở, tiền thuế, tiền sưu, tiền đóng góp ở làng, tiền ăn mặc trong bốn mùa. Mỗi tháng cũng còn đi hơn chục bạc. Trừ ốm đau đi cũng còn mỗi năm lại được giam chục đồng. Rồi ta cưới vợ, tậu nhà ở làng ta, mua ruộng, ta bỏ cái nghề phở, phở ơ, mỏi mồm này. Nghĩ thế thì nghĩ Xong chỉ nghĩ mà thôi Chứ mồm vẫn phở Phở ơ Phở ơ Khỉ quá Anh ấy nghĩ thì chín thế Xong cũng mắc vào cái bệnh đa tình đa cảm Giả cha mẹ anh ấy ngày xưa Mà cho anh ấy đi học được giam ba quyển sách nào Thời cũng làm được thơ tự thán Mà xuất bản được giam quyển sách Cho làng báo ta bình phẩm chèn đi Kẻo sợ thiên hạ phục thời Chia mất bụng phục mình đó Nhưng anh ta lại chả biết chữ nào cho nên có tình cũng không ai biết Có cảm cũng chẳng ai hay Mà làng báo ta cũng không bình phẩm vào đâu được Thế nhưng anh ta cũng nghe lòng vào tai được mấy câu kiều Câu sầm trở Dù không trước tác được Anh ta cũng dịch thuật ở miệng anh ta luôn Lạ chi thanh khí nhẽ hằng Một giây một buộc Ai rằng cho ra Sớm đào tối mận lân la Trước còn răng gió sau ra đá vàng đó là những câu kiều mà anh ta hay ngâm nga sau khi gánh phở đã bán vợi gánh không dở lại đắc chí mà thuật dọc đường cũng có lúc anh ta lại hát chống quân giọng anh ta cũng thanh thú tôi còn nhớ mấy câu anh ta thường hát luôn rằng ta đã yêu nhau tam tứ núi cũng trèo thất bát giang cũng lội tứ cửu tam thập lục đèo ta cũng trèo qua anh ta hát nghêu ngào như thế đôi khi gặp chị hàng mía hay chị hàng bánh tây nào thầy anh ta cũng biết biết chim song cách chim của anh ta rất giản tiện nghĩa là gặp là nói những câu chuyện tình tứ chứ không phải viết bức thư tình nào ném vào lòng hay nhờ con đỏ đưa mà mình mình mợ mợ và ba sinh duyên nợ trăm năm đá vàng gì hay là làm bài thơ tương tư bát cú cùng bài ca lục bát thuật hoài gì hệ bên các chị kia bằng lòng thời là anh ta nắm lấy cổ tay nói chuyện gần gụi chứ không có hôn tay hôn má như bọn thượng lưu gần mực thì đen gần đèn thì sáng thì mới biết cổ nhân phải chọn láng giềng mà ở anh ta đâm mê cô đầu thì ra cũng tại bán phở trên hàng giấy thật là rắc rối tơ anh ta mê cô đầu cũng không phải là anh ta mê về lối nhục dục hay lối nghe tiếng hát cung đàn mê là mê cái sắc đẹp muốn cho trải mùi đời vốn anh ta cũng hay chim xong anh ta ghét sự chim vô lý anh ta chim gái tơ hay đàn bà không chồng chứ anh ta không chim như kiểu ông chủ bút nào ở nước ma lạc Kha, đi chim vợ chủ chi na mà bỏ vợ đi để lấy làm vợ rồi ca tụng chữ ái tình hay quan thủ tướng nào ở nước tây lý á trung trạ với người thư ký rồi lại đi kiện đòi tiền danh giá vì anh ta ghét làm những điều phi nghĩa anh ta bán phở trên hàng giấy tối nào cũng thấy khi ô tô khi cao su kẻ ra người trọng, kẻ trẻ người già, tấp nập nhà này sang nhà nọ. Tiếng trống tung tung, giọng hát e e, trận cười pháo nổ, tiệc rượu linh đình. Xong trước kia thời anh ta cũng mặc không thèm để ý đến. Nhưng trước mắt thường nhìn thấy mặt người đẹp, bên tai thường nghe thấy tiếng người xinh, gỗ đá cũng phải sinh tình sinh cảm. Bắt đầu tư tưởng anh ta đổi. Lưng vốn mình ba bốn năm nay được vài trăm bạc, chưa biết làm cái gì. Nghĩ thế cũng nên thử cái mùi cô đầu cho nó biết Rồi ta lại bán phở kiếm lời Rời còn để sống lâu Thời còn lờ lãi chán Anh ta hỏi tham giá Biết rằng mỗi người vào chơi một chầu cháo một đêm mất độ 6 đồng Gọi giam người ra mất vào hơn chục bạc Bèn nhất quyết Nghỉ bán hàng một hôm rồi đi chơi cô đầu một bữa Anh ta lại nghĩ quần áo bán phở vào nhà cô đầu bất tiện Bèn đi may quần áo mới Xám giày mới Khăn mới lên hàng giấy vào ngay nhà có cô đầu đẹp nhất mà anh ta vẫn bán phở cho cô ăn xưa nay anh ta tiêu pha may mặc hết vài chục bạc còn bao nhiêu dắt cả vào lưng đi lên hàng giấy thật anh ta vào nhà cô tuyết là một cô đẹp nhất phố mà vốn anh ta vẫn thủy tình rõ nỡm quá cũng là anh hàng phở ấy mà đổi bộ cánh đi chị em đã cho là khách lạ mời quan xơi nước ạ à. đó là cô tuyết mời Hai tay nâng chén nước lên. Quan mới ở đâu về ạ? À? Tôi ở cửa Nam. Quan đi một mình thế à? Vâng, cánh tôi ít người đi hát lắm. Nảy nảy ra chỉ có một tôi mộ tiếng cô, mà hôm nay dối già đến mà thôi. Anh ta nói thật chị em cho là nói kiểu. Chết, quan dậy quá nhời làm chi thế? Quan có bụng chiêu cố là phúc nhà em lắm. Anh ta đã nói thầm trong bụng, mình đâu được xứng những lời nói ấy nhỉ phải nói lại bẩm thưa cô cô có lòng thương đến tôi là phúc nhà tôi lắm chị em lại tưởng nói kiểu liền đỡ lời chết quan cứ chửi chữ em làm gì thế chỉ sợ quan chẳng thương đến em mà thôi mời quan rơi thuốc tay cầm điếu thuốc lá đưa anh ta cầm lấy nghĩ sướng quá chẳng biết nói năng gì ngồi run cầm cập cô tuyết lại hai tay đưa miếng dầu mời quan rơi dầu Quan rơi rượu nhá Cảm ơn cô Tùy cô Cô Tuyết lại gạn Em bảo làm rượu nhá Bây giờ chị em muốn bảo anh ta thế nào Anh ta cũng vâng Bẩm quan có gọi ai không ạ Anh ta chẳng biết nghĩ thế nào Tưởng gọi là gọi bạn mình Thì toàn cảnh bán phở cả Liền đáp Không, Bẩm xin cho gọi các chị ấy sang uống rượu cho vui Bây giờ anh ta mới biết mà đáp Được Bẩm mấy người ạ à? Anh ta nói tầm bậy Độ vài bốn người Quan quen ai để cho gọi Anh ta bán phở thì quen hầu khắp mặt Bây giờ ngồi tình những cô đẹp mà gọi Bèn đáp rằng Cô Lan, cô Huệ, cô Lý, cô Trà, cô Sâm, cô Nhung Nhỏ, đi gọi các cô sang mời rượu. Cô Tuyết bảo đầy tớ đi mời xong, thời vào trong nhà bảo cô nuôi mình làm rượu. Anh ta ngồi ngoài với một cô nữa tên là cô Đức, không nói một lời nào, rời thời rét. Cô Tuyết vất chăn ra rồi nói. Mời qua nằm nghỉ. Vâng. Anh ta cũng đi nằm, xong lại hỏi. Thế bao giờ có rượu? Bẩm xin quan cho đến 10 giờ. Đồng hồ bấy giờ 8 giờ rưỡi. Anh ta vừa nằm thấy ngoài cửa có tiếng. Mời cô Tuyết sang nhà con rơi rượu ạ. Nhà ai? Nhà cô Yến ạ. Hát ai? Bọn chủ té ạ. Bảo để đến khi khác nhé. Anh ta nghe chẳng biết là nghĩa thế nào, vì tuy có thường thường bán phở ở phố này, song chỉ biết bán ở ngoài cửa, nào đã mấy khi được vào nhà và cũng chẳng để ý đến Thời đã thạo đâu được. Anh ta tuy không dám hỏi, không sợ chị em cười, mà chỉ sợ chị em giận. Chốc lại nghe thấy ở ngoài cửa. Mời cô Đức sang nhà cô Loan xây rượu ạ. À. Bọn nào? Bọn các cậu trường cao đẳng ạ. À. Cứ về đi. Anh ta lại nghĩ, có lẽ mất trăm mất nghìn mới biết hết được phong vị cô đầu thật. Lại thấy ngoài cửa. Cô Tuyết sang bên 38 uống rượu ạ. À. Khách nào thế mày? Bọn lạ, các ông đã già cả ạ. Để hôm khác, về bảo nhà ta hôm nay có khách nhé. Gớm, cô còn vừa sang bên này hôm qua mà nay cô đã chối. Cô nuôi cổ tuyết ở trong nhà ra bảo. Ừ, cứ về đi, đi sang bên ấy một lúc không có nó giận. Mười giờ, rượu dọn ra trên chiếc chiếu, bày đâu vào đấy. Cô tuyết nói. Mời quan dậy dây rượu anh ta dậy đi sang ngồi đó nhìn cô tuyết tay đổ chai rượu con hươu ra bát mồm gọi nhỏ mang món ăn ra đây và đi giục cô đầu mày mời quan cầm đũa anh ta cầm đũa mời quan rơi rượu anh ta không thấy chén chỉ thấy những thìa là thìa bụng bảo dạ có lẽ họ dọn bát phở cho mình chắc vì anh ta bán phở vẫn có thìa dưa này quan rơi rượu anh ta ngồi nhìn bụng lại bảo dạ chết uống mỗi bận một bát rượu thế này thì chết liền nói cô cho tôi xin cái chén quan uống bằng thìa không được sao nếu quan uống bằng chén thì giả lại chúng tôi bằng thìa kia đấy anh ta mới biết uống bằng thìa liền nói vâng tôi xin uống bằng thìa anh ta vừa cất thìa rượu uống xong thời một cô đến anh ta nhìn cũng biết rằng cô lan Cô Tuyết nói Kìa, chị Lan đã lại Cô Lan Chào chị ạ, à, lại quan ạ à. Gơm, bên em vắng hát quá Nhà chị bên này hôm nào cũng có hát À này, ngày hôm nay có lên đấy không? Ai? SC ý à? Ừ Đi Thanh Hóa đã từ hôm kia Chủ nhật mới về Chị Nhung kìa, mời chị sang sơi rượu Bông xua me sư. Chào các me. Mời hai chị sơi dầu. Nhỏ, đi giục các cô đi mày. Cô Tuyết vừa nói xong, cô Nhung hỏi ngay rằng. Mời rượu chưa? Bên ngoài có khách phải về sớm đây. Cánh nào đi chị? Chưa, đã mời rượu đâu. Còn đợi các cô ấy đến. Cánh nào đây? Cánh Nhật Trình ấy mà. Cô Lan nói. À lại anh Thu Phong chứ gì. Gớm, say mình nhỉ, hát luôn. Cô sầm cô trà cùng vào. Cô Đức nói. Mời hai cô. Chị ơi, mời rượu nhá. Tôi còn phải sang bên chị Hảo đây. Cô Tuyết nói. Cứ đi chốc nữa về mời cũng được. Cô Lan bảo cô Tuyết. Mời đi. Trong khi các cô ấy đến, làm dối cả mắt, loạn cả chị anh hàng phở lên, Thầy anh ta cứ ngồi ngắm nghía không cử động. Đến khi cô Tuyết cầm thìa rượu mời anh ta uống xong rồi không thấy giả lại. Cô Tuyết ngồi một lúc rồi ra đứng cạnh cô Lan, để cô Đức vào mời, rồi mỗi cô đến một thìa. Anh ta rồi rít cả lên. Các cô nhận ra biết là khách quýt, lại tha hồ tự do nói chuyện ồn ồn. Còn cô Lý và cô Huệ cũng đến nốt. Ngoài cửa thời các đứa ở nhà các cô nhào nhào, mỗi đứa một lời ẩm lên như chợ. Cô Nhung về nhà có khách Cô Lan về nhà dọn rượu Cô trà về kẻo các ông ấy không ở Cô Huệ về nhà đã sắp ăn cháo rồi Dầm dĩ cả lên rồi các cô cứ lần lượt Xin phép quan cho em về Anh ta đáp vâng Dẫu cô Tuyết có bảo Quan cứ cho về đi cả thế thì mâm rượu kém vui Xong anh ta cũng không hiểu là thế nào cả Trong một tiệc rượu ấy Không cô đầu nào phải uống một thìa rượu không ai phải anh ta hôn, rất là điềm tĩnh. Cổ tuyết xét ra thời anh ta mới đi hát, cũng lượng, mới gọi lấy cháo ra để anh ta ăn. Anh ta ăn xong, rửa mặt rồi mời anh ta lên gác, quạt màn mời anh ta đi ngủ, rồi nói rằng Quan cho phép em đi uống rượu một lát em lại về nhá. Nói xong hôn vào má anh ta một cái. Anh ta si tỉnh quá, nằm lấy tay nói rằng Cô ơi, tôi van cô, Cô hãy ở đây với tôi, để tôi thú thực nỗi lòng, rồi hãy đi. Cô Tuyết thấy thế liền nói rằng Vâng, xin chốc nữa. Anh ta dở ngay túi lấy một nắm giấy bạc ra rồi nói rằng Cô về cho tôi tính tiền hát rồi tôi về. Cô Tuyết sợ anh ta dỗi, liền nói rằng Vâng, tôi chỉ đi 10 phút đồng hồ rồi tôi về. Nói xong đi, anh ta nằm một mình ngổn ngang pháp phòng ngơ ngẩn đủ trăm đường. Cô Tuyết vừa về, uống rượu say quá. Anh ta thấy thế lấy chăn đắp cho tử tế, còn mình thì ngồi cạnh đến sáng. Sáng ngày ra, cô Tuyết mở mắt dậy, thấy anh ta ngồi yên một bên liền nói rằng: "Xin lỗi quan, em hôm qua thật say quá." "Không dám, hôm qua tôi thấy cô về say quá, tôi phải ủ chăn cho cô mà tôi ngồi cạnh cô suốt sáng." "Cảm ơn quan." Quan đừng về nữa Ở lại đây xây cơm với em đã Anh ta không biết thế nào Cũng ở ăn cơm sáng Lại ăn cơm chiều Thầy bữa cơm nào cũng là sang trọng cả Đến tối anh ta sực nhớ đến nghề của anh ta Bây giờ anh ta ở trên gác Mới triển nắm tiền ra nói với cô Tuyết rằng Xin cô tính tiền cho Hết bao nhiêu tôi xin giả Tôi không dám nói dấu cô Tôi nguyên là con nhà xứ quê Cha mẹ chết cả rồi chưa có vợ con Vì nhà xa rút ra Hà Nội này làm nghề bán phở Tôi vẫn bán cho cô dưa nay Nói đến đấy Cô Tuyết mới nhận diện ra được Tôi mê cái nhân sắc của cô Nên đánh liều một chuyến Gòm góp mới được hai trăm rưỡi bạc Sắm sửa quần áo hết hai chục Còn hai trăm ba Đem cả lên đây Hát cho cô một chầu Hết bao nhiêu xin cô cứ bảo Thế là thỏa cái vong linh tôi rồi Tôi dẫu chết được ngồi hầu cô một đêm hôm qua thì đã là đủ rồi Cô Tuyết thấy thế Cảm tình lai láng Nghĩ ngợi một lúc rồi nói rằng Cậu mới thực là chi kỷ của tôi Nghĩa là sự ngẫu nhiên Thực thành tâm mà đến Ở đời này thực là cậu yêu tôi hơn hết cả mọi người Thôi Tôi xin bỏ cái nghề vợ ghép muôn người Của vui cho cả thiên hạ Ai có tiền cũng được giày vò này Mà tôi theo cậu Là một người chân thực Vốn riêng tôi có 200 bạc cậu có hai trăm ba Giả chủ tôi đi ba chục Còn hai trăm Thế là hai đứa chúng ta có được bốn trăm Ra thuê cửa hàng, mở hiệu phở Tôi bán hàng, cậu làm bếp Đôi ta kiếm ăn lương thiện cùng nhau Giả tiền nhà chủ xong Cổ tuyết có bao nhiêu tiền đưa cả cho anh ta Đến hôm sau xin nhà chủ ra về Nhà chủ không cho đi Cổ tuyết tức thì đi trình cầm Lấy hòm xiềng chắp quần áo đi theo anh hàng phở mấy hôm sau ra mở cửa hiệu phở ở cửa nam buôn bán ba bốn năm gặp dịp tẩy chay các hiệu cao lâu khách thì không ai vào ăn nữa xô cả vào hàng phở hiệu được phát tải to bấy giờ lên ông chủ hiệu buôn lớn chồng ăn mặc tây vợ lại ăn mặc sang hơn khi còn đi hát tậu xe cao su nhà diện khắp mọi nơi vừa độ nào hà thành tranh nhau nghị viện kịch liệt có người khuyên anh ta ra ứng tiền vợ anh ta bảo rằng Chịu thôi, vợ chồng tôi rốt nát Thả cứ an phận làm ăn Cho nên giàu có Rồi làm công kia việc nọ, ít quốc lợi dân Chẳng tội gì ra tranh nhau Để cho người ta lại vẽ nên bức tranh gánh phở Với túi xanh Thời chả bỏ thêm trò cười cho Hà Nội Ấy là chuyện anh hàng phở Lấy được vợ cô đầu Ở cái xã hội ta này Ai biết đâu Mấy năm nữa Ông chủ hiệu phở ấy chẳng đứng vào hạng người thượng lưu như mấy ông phú hổ khác. Bấy giờ thời chồng là quan lớn vợ bà lớn Danh giá ở chỗ lắm tiền Có tiền là sang trọng ngay lập tức Vợ 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 Từ khi ấy đến nay Đêm đêm tôi không được nghe thấy những tiếng giao ấy nữa Cậu ở chồng bà trước kia thằng ở chủ nhà vì ông bắt bóng nên bà yêu đương một giấc mơ màng các ngài đọc bốn chữ đầu bài và xem câu hát hãm trên này chắc cũng chưa biết chuyện gì và đã cho là chuyện thằng ở lấy được bà chủ nhà vậy thưa các ngài quả phải tôi sắp kể ra đây là chuyện bà tham mỗ ở phố hàng bông lấy thằng ở đấy các ngài ạ à. bà là một người nhan sắc tuyệt đẹp cái năm bà lấy thằng ở nhà bà bà mới có 24 tuổi xuân. Người bà son son người, mặt tròn mà da hồng hồng, má bà cười lúm đồng tiền, răng bà đen dưng dứt. Bà hay mặc cái áo nâu tây về mùa bức, đi đôi giày nhung, Vấn cái khăn xa tanh thật nền lắm. Bà là con gái quan phụ xuân trường ngày xưa, cụ lớn đã về hưu trí mà chầu Phật rồi. Ông anh bà đương làm chi huyện, các em bà đương học trường trung học Tây. Bà có cô em đã làm giáo học Nhà bà danh giá lắm Năm 18 tuổi Bà cũng có học qua một ít chữ nho và chữ pháp Bà vì ái tình Nói nôm ra là vì chim nhau Mà lấy được ông tham mỗ Học ban pháp chính tốt nghiệp Chồng loan vợ phượng Hộ đối môn đăng Vì rằng ông tham mỗ Cũng là con cụ thượng nguyên Nhà giàu lắm Nhà ông giàu lắm Bởi vì có nhà Hà Nội Lại có ruộng có trại ở nhà quê ông không làm sự nghiệp mà học pháp chính vì cụ lớn cho ông nối dõi dòng sang điều đó kể vào phong tục nước ta tập quán dân ta cũng phải lắm không có điều gì phải hơn rằng con một ông quan mà lại học làm quan lúc ông tham mỗ mà gây cuộc ái tình với bà thời cũng là ở Hà Thành vì các ngày lạ gì Hà Thành là nơi văn minh ở xứ Bắc kỳ ta ấy mà văn minh thời dài gái, gái yêu nhau là chim nhau à chi kỷ cùng nhau Thư giấy này Tỉnh tự ở bờ hồ Tây hay bờ hồ Hoàn Kiếm này Đi xe đôi này Đi xăm với nhau này Nhưng cũng có người cao thượng Thời chỉ thư giấy Quá yêu lắm là hôn tay, hôn má, hôn môi Chứ không đi xăm Vì họ cũng biết chơi thế là bậy Ừ mà bậy thật Con nhà tử tế Ai lại làm cái trò khỉ gió ấy Có đủ răng há Ấy là nói chuyện hà thành thế Chứ ông tham bà tham gây ái tình với nhau không biết có gây thế không nhưng thấy người ta nói chuyện rằng cậu ấy với cô ấy trước chim nhau rồi mới lấy nhau nhưng mà thôi có chấp chi cái miệng bọn cố chấp phải không chim nhau mà lấy được rồi đó là cách văn minh đấy cách ở hà thành hay ở các nơi đô hội cũng là tùy thời ta không cần phiếm duy ta chỉ nên nói rõ rằng vì thế mà hai ông bà yêu nhau yêu lắm Lấy nhau thời ông Tham vẫn còn học pháp chính Ăn ở nhà rồi đi vào trường học Mấy tháng là ông tốt nghiệp ra Đi làm ở một tòa sứ trong một tỉnh Bắc Kỳ Hai vợ chồng chỉ vì văn minh mà đối đại với nhau thật là đủ cách sướng Dương Hồng Công Nhà gác lồng lộng Tủ gương đứng Xa lông đệm dài gối theo Ông đi làm Bà ở nhà xem sách Ông về thời hai ông bà lại lưỡng thượng đi chơi mát Hay thăm bà con Ấy là mùa nực mùa rét thời lò sưởi hai vợ chồng nằm hầm từ chập tối ai cũng bảo đó là một đôi uyên ương than ôi rời xanh độc địa hay ghen sướng với nhân gian như thế mà nữ lòng nào đang tay chị uyên rẽ thúy kẻ hái thần chết giơ lên gạt mất bông hoa được ở trên cành khiến cho lẻ loi còn một bông hoa cái lại ông tham vì học cố hay phỏng lao mới có 21 tuổi đầu cưới vợ được hơn một năm đi làm chưa đầy 12 tháng đã cùng bà tham vĩnh biệt Kẻ dương gian người âm phủ Thế là bà tham hóa chồng từ năm 20 tuổi vậy Tình thường đương âu yếm nhau mà kẻ ở người đi Còn ngẩn ngơ vơ vẩn nhờ đến ốm tương tư Chẳng là kẻ sống người chết Dậu gan là đá Bà tham tôi cũng không sao cầm được Bà thương ông quá Kêu gào, khóc lóc Vật vã thở than Xui xui tầm tã Chà chà, khổ quá, khổ quá Thật là đứt từng khúc gan khúc ruột vậy ấy là nói ví thế chứ nếu bà thương ông đến đứt gan đứt ruột thực thời ông mất bà cũng chẳng còn rồi còn đâu là chuyện khi ông tham ta mất đi rồi bà dọn về hà nội vì áo quan ông cũng đưa về chôn ở nghĩa địa hợp thiện chẳng ngày nào là bà không xuống ấp mộ ơi cậu ơi sao cậu nỡ vụ em ở vui thú nơi nào sao rời không cho em đi theo cậu cho có vợ có chồng ấy những câu khóc nhau thật là tình mà thiết quá Tôi nghe tôi cũng phải rơi trâu Thế nhưng trong trăm ngày Thời chiều nào bà cũng đem cơm nước hương hoa xuống mộ ông Ngoài trăm ngày Thời cách một ngày Rồi cách hai ngày Rồi cách ba bốn năm ngày Rồi cách một tháng Hai tháng Lâu nó cũng nguôi dần đi chứ Ở đời có cái gì là được bền lâu Chẳng trước thì sau có ngày cũng nguội Cây đó cũng chẳng can gì Thường thời để bụng Có cần chi phải ấp mộ luôn luôn phải không nhà bà đặt một cái bàn thờ ông uy nghiêm lắm kệ án thư trong có cái khảm bài vị rồi lại có bức ảnh truyền thần ông giống như hệt trên thời bát hương sứ đỉnh hương đồng hai cây nến đồng lại vàng mã bạc giấy nhiều quá cứ bạc giấy hàng hài làm co đến mấy gang tay lúc ông còn sống thầy ông bà vẫn phản đối sự vàng mã bạc giấy cho là dã man vô dụng nhưng làm thế nào nay ông chết rồi Chẳng biết dưới âm làm sao Đời như thế không phải che mắt thế gian Xong bà cũng không nỡ để ông thành thằng quỷ đói Đến Tết Trung Nguyên Xưa bà với ông cũng ghét tệ Sau này ông mất đi rồi Bà thương quá Rời cho có tiền Chẳng nhẽ lại mẩn ngơ Thôi thời bà cũng thừa đủ Nào nhà, nào sập, nào mũ, nào ba tong Nào xe nhà, nào ô tô Nổi niêu, mâm bát, hòm tủ đủ cả cả thằng ở thằng xe thằng bếp hình nhân làm không thiếu thằng nào dị trí bà làm giường hồng kông giấy cho ông bà lại thương ông không có ai nằm chung thời bà làm cho ông một cô hầu thật đẹp đi giày cườm mặc áo cẩm nhung lại kèm cái ô đầm đá mã đốt nhiều anh cu ly xe đứng tấm tắc cũng muốn được một cái chết như ông chết sung chết sướng mấy bác xe bảo nhau rằng chẳng bồ chúng mình ra coi chết thời một manh chiếu cuốn. vùi xong là hết chuyện. Bà ăn mặc chở ông, áo sô quần trắng, tiểu tỵ quá, rồi bà đổi ra đồ chàm xám cho nền. ấy thế mà quan viên Hà Thành gớm thật, thấy bà có tư sản, dùng đủ cách để ve vãn bà. Chẳng thiếu mặt, nào ông Hàn gạ rằng. Tôi xin bỏ vợ tử con đi lấy bà làm vợ làm chồng, có cưới tại tòa. Nào ông nghị dụ rằng, Tôi vợ hóa con côi Xin đem cơ nghiệp để cung bà cho sướng kiếp Nào ông chủ hiệu nhắn rằng Xuân xanh chẳng mấy mà già Không nên đứng vậy Tôi xin mở cửa hiệu riêng đón bà về làm chủ Nào ông tham mới ra rằng Tôi xin đem hết tương lai để hiến cho bà Cho xứng tấm lòng bà hạ cố Nào ông nhật trình rằng Nếu bà đoái đến cái kẻ vì dân vì nước Mỏi mồm rách lưỡi này Thời xin đem lòng thờ tổ quốc mà thờ cái ái tình bà sốt ruột lắm Bà thương chồng bà Bà đã nguyện giữ tiết thờ chồng bà Bà vẫn bảo rằng Khéo nỡm lắm Tôi không có như cô nào Chồng chết đã có con dai mà lại động đực mợ đi nằm với cháu đâu Đôi khi bà đọc bài thơ Quá phụ trẻ của cụ La Phong Ten Bà lại bảo rằng Khéo ông lão chế đời rằng Nhất là bà xem diễn tuồng trang tử cổ bồn Thời bà lại rằng Còn mẹ quạt mồ đã to tội các chị đập răng lại tội to Gái này bền gan vững trí Hổ dễ lại quyết như các chị ngày xưa Quyết có ngày tên treo trong nữ sử Ấy là bà nghĩ như thế Bà nói như thế Bà lệ xử với ông rất thành Đôi khi bà nhớ ông Bà chỉ khấn nguyện lễ bái trước bàn thờ ông rằng Xin cậu chớ nề âm dương đôi ngả Cậu năng ứng mộng ấp hình tôi Để tôi được vui lòng thờ cậu Cho đến lúc bạc đầu sau chỉ vì ở Hà Nội Bọn dòm dò họ quấy bà lắm Bà phải dọn về trại bà ở Bà nghĩ cách làm cho khuây khỏa Bà đem bàn thờ ông về phụng thờ chân chỉ Ngày trông coi đồng áng Thu xếp việc nhà Một mình một ngôi dinh cơ cùng con đòi thầy tớ Chẳng tu thầy cũng như tu Gớm Thế ra có thờ có thiêng thật Ông tham tôi một hôm bắt đồng vào thằng Mão Là thằng ở kéo xe cho ông trước nay Nó vẫn hầu bà Tự nhiên nó đương ở dưới nhà Nó chạy vào trước bàn thờ ông Mặt nó đỏ lên Nó đảo đảo bên này lại đảo bên kia Đảo mãi rồi nó uống rượu Nó ăn cả hương đương cháy Nó làm mà ghê mà sợ quá Trước bà còn nghi đã toan chửi nó Sau bà thấy nó cứ ly bỉ đi Đảo mãi Lại dở ra nhiều phép lạ Bà cũng trột dạ Đêm khuya nhà vắng Đường tâm niệm chồng Thầy như thế cũng kinh thật Xong chưa biết ai bắt đồng vào nó Bà khấn ông tham chán Lại khấn thần linh thổ địa Rồi nó cười nó khoan thai bảo bà rằng Mợ ơi Tôi thấy mợ thành tâm thở tôi Tôi cảm lắm Thượng đế cho tôi làm quan rồi Nhà ngày xưa có người chôn Ở đằng sau nhà buôn nén bạc Ở bên cạnh gốc cam Mai mợ ra đấy mà đào về mà làm của Nói xong thời là đồng thăng Thằng Mão lại xuống bếp ngay Người nó cũng không đẹp sai Xong sạch con người Khi thăng đồng xong Bà lễ tất rồi Bà gọi nó lên hỏi thời nó bảo rằng Thưa bà Lúc bấy giờ con chóng mặt tự bếp lên Con thấy thế Không biết lúc con lên đồng con nói những gì Con mê đi Khi tỉnh con trông thấy bà con sợ quá Bà bảo rằng Không can gì Đó là việc rồi Ông mày thiêng lắm Tao biết Tao vẫn nằm mê thấy ông luôn Sáng mai bà ra gốc cam sớm. Bà đào quả nhiên được bốn nén bạc thật. Bà bèn yên trí cất đi, rồi lại hương dầu thờ ông như cũ. Nửa tháng nữa, tên mão lại lên đồng như hôm trước, nói nhiều câu cảm động, khiến cho bà khóc, đồng ông cũng khóc. Rồi đồng ông lại bảo bà rằng, còn ở gốc nhà ăn có hai nén vàng diệp, mợ già đào về mà làm vốn. ở vậy thở tôi rồi tôi phù hộ cho. Sáng hôm sau bà ra gốc nhãn Đào quanh đảo quần lại thấy hai nén vàng diệp Bà lấy ông làm thiêng lắm Không nói với ai Lại lấy cất đi Một tuần lễ nữa Tên Mão lại lên ngồi đồng Bảo cho bà ở gốc cam sành Có hai hộp đựng một cái nhẫn mặt ngọc kim cương Bà ra tìm lại thấy Vậy các ngài thử xem Ông tham tôi có thiêng hay không Bởi vì rằng thằng Mão là con Con mẹ vú già hậu cụ lớn ngày xưa Chết đi rồi để nó ở lại kéo xe Cơm ăn mỗi năm bà Mai cho quần áo đủ mặc Tình nó lại cờ bạc Lúc nào cũng kiết Vậy thời làm gì mà nó có bạc nén Vàng nén, ngọc kim cương Chẳng phải của ông thiêng Biển hòa ra để làm sú vơ nia với bà ư Phải rồi Trước còn tuần lễ một lần lên đồng Sau bà hôm một lần lên đồng Ông dặn bà đường ăn ý ở Cách làm giàu làm có Sau bà đâm ra nhớ ông cứ khấn cầu ông bắt đồng về để hỏi han trò chuyện. Một hôm đồng ông lên bảo bà rằng Mợ yêu tôi lắm, thương tôi lắm nhỉ? Vâng, tôi chẳng yêu thương cậu, sao tôi lại ở vậy mà thờ cậu đến giờ? Thế thời mợ đem rượu cho tôi uống. Bà rót rượu thờ cho đồng ông uống. Đồng ông uống xong lại mời bà rằng Vậy mợ uống với tôi vài chén, gọi là âm dương hội hợp. Thượng đế cũng thương tôi, mà cho tôi nhập vào xác thằng nghĩa bộc này để cùng vợ đêm trưởng canh vắng câu chuyện câu trò bà xù xùi khóc mà rằng thật tôi vắng cậu tôi khổ não lắm vì tôi biết mợ khổ não nên tôi cố luyện đầy thời thường bắt đồng với mấy mợ chưa một mình mợ đêm hôm nghĩ đến lúc vợ chồng mình âu yếm mợ hôn tôi tôi hôn mợ Cây thù nhân sinh biết mấy cho vừa ấy cứ thế mà đến là lơi hoa nguyệt Bà được đồng ông đi lại lấy làm khoái lắm Khoái lắm Trước còn ở trước ban thờ Sau đồng lên cả giường Đắp cả chăn Ngủ cho đến sáng Ba tháng thời bà thụ thai Thế là hồn trương ba mà ma hàng thịt vậy Rồi sau không biết là sự trì thế nào Mà đem con về hàng bông ở Thằng Mão ăn mặc diện lắm Đứng chủ trương một hiệu Cứ thấy người ta cũng gọi nó là ông tham Mà đã có đứa khác kéo xe cho nó một hôm con vú nó nghe thấy ông bà tham mão nói chuyện với nhau rằng bây giờ vợ chồng ăn ở với nhau đã hai mặt con rồi tôi mới bảo mợ nên lại chơi đằng ông nghị xuân bởi vì nhờ có ông thời tôi với bà mới nên vợ nên chồng bà hỏi ông rằng tại sao thế thế cậu không phải là cái hồn cậu mẫu nhập vào mà xác thằng mão đi ư ông bảo rằng chết thời thôi chứ còn nhập gì nữa lên đồng là lên giả đấy Bà rằng Thế vàng bà Kim Cương lấy ở đâu? Ông rằng Ông nghĩ ông ấy suy tôi làm thế Rồi ông ấy cho mượn để sao giả tiền ông ấy chứ sao? Thế không thấy người ta lấy đi bao nhiêu lần tiền giả nợ đấy ư? Bà rằng Chết thật Thế mới biết là cái duyên rồi Thổi tôi không lại Ông hỏi Sao không lại? Bà đáp Xấu hổ Ngượng chứ sao? Ông lại hỏi Việc gì mà ngượng Tôi không phải là một người trong nhân loại Không đủ được ngũ quan chi thể là một người đàn ông Mà lấy một người đàn bà là mợ ư Ai cũng phải do cầu hàn vi mà nên phú quý Bà đáp Vẫn biết thế Nhưng nó thế nào ấy Ông vặn rằng Thế các bà bạn đến chơi Thời mợ bảo thế nào Bà đáp Tôi bảo nhà tôi trước báo mộng Và bắt đồng bảo nhập vào cậu thời tôi phải ăn ở với cậu không thời ốm chết chứ sao ông lại hỏi thêm mấy lần ông nghĩ lại chơi thời mợ nghĩ thế nào bà đáp tôi tự nhiên vì bạn cậu tôi biết đầu chuyện khỉ ấy bây giờ biết ra lại nói với người ta thời không tiện chứ sao ông rằng thôi cũng được anh hàng phở lấy vợ cô đầu thằng kéo xe lấy vợ ông tham Xem hai chuyện cũng đủ chứng rằng Ở cái đời này thật là đời nhân loại Đã biết nhận nhau là bình đẳng Miễn là kẻ dưới có giác ngộ Người hèn có trí khôn Thời đều vượt được cảnh đê hạ Mà nên được ngôi sung sướng cả Chỉ phiền cho những kẻ cam thân hèn mạt Không dám tư tưởng những miếng cao lương mà thôi Chưa đảo trên mây hạnh trên rời Đều là những món có thể cho người biết ăn ăn được cả Ông xanh kia há riêng phần cho ai thằng quýt lấy tiểu thư trông thấy năm chữ thằng quýt lấy tiểu thư chẳng kẻo các độc giả nhất là các cô tiểu thư xem đến phát phiền có lẽ đến xe sách đi mà phát văn phát võ với mân châu chắc vì rằng các ngài sẽ cho là vô lý nhưng thưa các ngài anh hàng phở lấy được vợ cô đầu thằng kéo xe lấy được bà tham quá thời thằng quýt lấy được tiểu thư nào đấy cũng chẳng lạ gì Xong chuyện có phải tôi đạt được ra đâu Và cũng không phải là chuyện nước ta Mà là chuyện bên tàu vậy Tôi có một ông bạn thân làm thuốc ở phố Sa Hoa Ở số nhà 100 Tên ông là Trần Đức Tâm Hiệu ông là Tham Thiên Đường Năm ngoái ông được phép chính phủ cho sang học thuốc Ở bên tàu bên Nhật về Ông rất yêu tôi Thường nói rằng Ở đời duy có tôi là bạn Tôi cũng rất yêu ông Thường cho ông là chi kỷ có một trong đời Hai anh em chẳng đêm nào là không khóa kín buồng lại Nói chuyện xa xôi gần gừa Chẳng giấu nhau câu gì cả Hôm tôi soạn lại xong chuyện anh hàng phở Và chuyện cậu ở chồng bà Định xuất bản Đem lên đọc cho ông Trần Đức Tâm nghe Ông lấy làm thú vị Ông bảo tôi rằng Cái mưu này giống cái mưu thẳng quýt Còn con vú già nhà mã Ngọc Sơn Hương Cảng Nó xoay mà nó lấy được cô mã tiểu thư giàu có đến 450 triệu Vậy tôi xin kể để bác nghe Mà chép vào là một thiên tiểu thuyết đoản thiên cho in tiếp theo với mấy chuyện này cũng là có vị Ông Trần Đức Tâm liền kể Để tôi cầm bút tôi biên qua đại ý Rồi về kết cấu thành văn Ai đi tới hương cảng Nhìn thấy những xưởng chế tạo cơ khí Nhà máy thuốc lá Hiệu cao lâu cùng lâu đài nguyên nga Cửa nhà mấy dãy Đầu đầu cũng có mấy chữ Mã Ngọc Sơn cả. Vậy đủ biết rằng, Mã Ngọc Sơn ở Hương Cảng giàu có đến ước triệu kinh cai bạc. Mã Ngọc Sơn giàu có như vậy Mà mã phu nhân sinh hạ ra có một mã tiểu thư Thời đã vội quy tiên Thế là cha quá vợ Con bổ côi mẹ Mã Ngọc Sơn từ khi mất vợ Thời cũng có lấy một người vợ kế Xong cũng không có con Mã tiểu thư thật là của báu Trong cái gia đình kia vậy Nhờ được gia phong phấn chấn Mà mã tiểu thư mới được hưởng Một cái giáo dục tốt Ở một trường nữ học trong xứ Hương Cảng cái nhan sắc của cô thật là nhạn da cá lặn Cái cách phục sức của cô thật là da hoa mỹ lệ Nào gấm vóc Nào bạc vàng Thời trang cô không còn thiếu thứ gì Cô có một mụ vú nuôi cô từ tấm bé Cha cô cùng cô đều cho mụ là trung thành Phạm cô bước chân ra khỏi nhà Trừ lúc ngồi trong lớp học Còn thời không bao giờ là không có mụ vú ấy theo cạnh cả Một hôm cô đi cùng mụ vào xem hát trong một dạp tuồng lớn Cô mua lô ngồi xem Tới khi vào ngồi lô Thời lô bên cạnh thấy một người con trai ăn mặc âu trang Ba tong bịt vàng Kính gọng vàng Dây đồng hồ platin Rất là hợp thời trang lắm Thỉnh thoảng người ấy lại cứ nhìn mụ vú ngồi cạnh cô ra ý nhận mặt Rồi mụ vú cũng cứ nhìn người thiếu niên ấy Nhìn nhau mãi Mã tiểu thư thỉnh thoảng liếc trộm Vẫn thấy cách cử chỉ của người thiếu niên như vậy Không phải thiếu niên có ý nhìn cô một cách vô lễ Mà chỉ nhìn người vú của cô ấy mà thôi Vậy thời cô cũng lấy là một sự ngạc nhiên Một lát thấy người vú với sang bên lô kia hỏi rằng Có phải cậu là Lưu Công Tử đấy không? Thiếu niên đứng lên hỏi lại rằng Có phải bà là Lưu Xuân Hoa? Cô họ tôi đi không? Mụ vú bèn đứng lên mà nói rằng Sáu năm nay cháu thôi học ra Thời đi đâu mà cô không được gặp Rồi mụ vú lại giới thiệu cho Lưu Công Tử biết Mã Tiểu Thư Mà rằng Thưa cô, đây là Lưu Công Tử còn ông anh họ tôi là Lưu Thiết Hán Buồn bán to ở bên Mỹ Châu Trước cháu học ở trường trung học ở Thượng Hải Thỉnh thoảng về đây chơi Thời tôi thời thường gặp luôn Xong đã 6 năm nay tôi không được gặp Tiểu thư cúi đầu chào Công tử đáp lễ Mụ vú lại nói với Lưu Công Tử rằng Mã tiểu thư đây là con ông Mã Ngọc Sơn Mà cô ôm chân nấp bóng bấy lâu Trong khi gia cảnh nhà chồng cô suy biến Chú cháu mất đi Em cháu lêu lỏng hư càn Rồi sang nhờ bác ở bên Mỹ Châu Nếu không được hầu hạ tiểu thư ở đây Thời cô đầu ngày nay cũng đã có Giăm nghìn bạc vốn Công tử liền cúi đầu bái tạ tiểu thư nói rằng Cảm ơn tiểu thư và lệnh nghiêm đường đã có lòng dung nạp và bang trợ cho cô tôi. Tiểu thư là người có học thức, bèn đáp rằng Thưa công tử, nhụ mẫu tôi đây có công nuôi nấng tôi, thời tôi phải báo nghĩa, có chi là ơn. Công tử lại nói luôn với mụ vú rằng Cháu từ khi thôi học ở Thượng Hải Sang ở nữ ước với cha cháu ít lâu Thời gian buôn vàng ở Kim Sơn Nhờ rời cũng phát tài được giam trăm vạn Vậy nay lại về Thượng Hải Trung phần vào nhà ngân hàng Trung Hoa Còn thời làm các việc buôn bán đầu cơ Cứ chờ xem có việc to gì thời làm Này đường cùng anh em Vận động việc mua thuốc viện Vân Nam Trở qua An Nam Nên về tạm ở Hương Cảng một thời kỳ 3 tháng để chờ Cháu không biết cô ở đâu mà tìm hiện cháu đã tậu cái nhà số 2 ở phố Hoàng hậu Đại Đảo Đông. Xin đến mai mời cô quá bộ lại chơi. Nói xong thầy nhìn lại mã tiểu thư mà rằng Nếu tiểu thư không nề hà mà cho phép chúng tôi được tiếp kiến tiểu thư ở nơi quán hẹp với cô tôi thầy thực là hân hạnh cho tôi vô cùng. Tiểu thư chưa kịp nói thầy mụ vú liền nói rằng Được, tiểu thư đây là một người văn minh học thức giao tế tự nhiên không có như những con gái hủ bại vì cái tình nghĩa của cô và theo cái lệ định thường, không lúc nào là tiểu thư và cô rời nhau cả. Vậy lúc nào mà cháu tiếp được, tiểu thư và cô sẽ tới chơi chốc lát. Công tử bảo rằng, xin đến 6 giờ tối ngày mai, tôi sửa soạn bữa tiệc trong nhà để mừng gặp được cô và hầu tiếp tiểu thư mà cảm tạ đại lão gia và tiểu thư sự đối đãi cùng cô tử tế. Nói đến đấy thời giáp hát mở màn, ai nấy im nghe hát. Tới khi tan hát, hai bên dặn nhau và nhận lời lại mấy câu thế là mỗi người dạy mỗi ngả đúng giờ hẹn thời tiểu thư và mụ vú đến chơi thăm nhà lưu công tử vì con gái tàu ngày nay nhiễm âu hóa giao tế nam nữ tự do không có giữ gìn như trước trinh tháo là cây nết của đàn bà phải trì thủ song giao tế không có phân biệt như xưa cho nên tiểu thư mới tới nhà lưu công tử được khi tới nơi thời thấy một ngôi nhà tráng lệ nguy nga trong bầy chẳng thiếu một thứ gì là chân châu bảo tạng. Nào nơi ăn Salon tiếp khách Bàn giấy làm việc buồng ngủ Nhà tắm Ô tô Song mã Uyển nhiên là một nhà đại phú hào Lại có vẻ phong nhã Đến lúc tiệc bày ra Toàn là những thức ăn ngon lạ cả Bốn năm đứa thầy tớ hầu Rồi đến lúc trò chuyện Thời những chuyện làm giàu ở Kim Sơn và Mỹ Châu Hay các phong cảnh đẹp ở Kim Sơn Nữ ước Lưu công tử đều vanh vách kể ra cả Thật là một tay khôn ngoan và học thức Rõ ra một ông chủ thiếu niên mới có 22 tuổi Tài làm ra tiền vạn bạc triệu 9 giờ tiệc xong Thời công tử mời tiểu thư và mụ vú đi xem chớp bóng 11 giờ thời hai bên tử giã nhau Hai hôm sau tiểu thư lại mời lại công tử ăn tiệc Ở nhà một người chị em bạn Nhà có một bà mẹ và một cô con Cũng là một nhà thường thường không chủ phú lắm trong tâm trí tiểu thư lúc đó cũng là chiếu lệ giao thiệp tân thời cho qua Chứ không có một cái ý gì khác cả Định rằng bữa tiệc ấy là một bữa cuối cùng Không ngờ sau bữa tiệc ấy được hai hôm Thời tiểu thư tiếp mụ vú đưa cho một bức thư rằng Mã tiểu thư thanh giám Từ khi được tiếp ngọc nhan Không biết duyên rời hay sao mà lòng tư tôi thật bối rối Tôi rất lấy làm khâm mộ tài đức giao nghi tiểu thư muốn đem tất cả gia tài thân thế mà hợp cùng với tiểu thư làm đôi bạn bách niên chẳng biết rằng người quảng hàn có sai đến tất thành này không lấy nghĩa kinh tế mà nói thời hai nhà ta đều có gia tư cử vạn hai đứa ta đều có bạc ức tiền triệu cả ta hợp lại với nhau thành một cái công ty lớn thời cái sự nghiệp ông vua hòa dầu hòa bên mỹ châu người trung hoa ta há có chịu hèn ư nếu mà tiểu thư ưng ý cùng tôi xe tơ kết tóc Thời cái sự nghiệp ông Tôn Trung Sơn trên trường chính trị và cách mệnh, lừng lẫy ở nước Trung Hoa và thế giới thế nào? Thời cái sự nghiệp hai người chúng ta trên thị trường kinh tế Trung Hoa và thế giới sẽ lừng lẫy như thế? May cho tổ quốc đến nhường nào? Lấy cái vẻ gái sắc dai tài, văn trường học thức, thời tôi cũng dám nói rằng, đôi ta cũng châu trần tần tấn rồi vậy. Tôi nay vì trăm năm gia thất, sự nghiệp hùng vĩ mà gửi lời tới tiểu thư nếu nên trang xin dù lòng tốt mà ra lời cho biết Đa tạ Lưu mũ bái Tiếp thư Tiểu thư liền đem hỏi mụ vú Mụ vú một vị khuyên tiểu thư nên lấy công tử Vì nhiều nhẽ Khiến cho tiểu thư êm tai Ưng ừ ý mà giả lời một bức thư rằng Lưu công tử đầu chiều Tiếp thư công tử đọc đi đọc lại đến ba bốn lần Tôi nghĩ đã kỹ Xin vâng đem thân mà hứa làm bạn trăm năm để sửa túi nâng khan thờ người quân tử. Đến mai, xin mời công tử ra nhà hát trước thuê cái lô số 8. Ta cùng xem diễn hí và cùng nói chuyện tương lai. Bất tận ngôn, mã mộ đốn phục. Từ đấy mà đi, Lưu Công Tử cùng mã tiểu thư thời thường ăn cơm với nhau và đi xem hát, xem trước bóng với nhau. Nay chơi bể, mai chơi non, khi tỉnh này khi tỉnh khác. Mã tiểu thư bỏ học đã lâu, tuổi đã 22, Biết bao nhiêu con đại chủ hương càng dạm hỏi Cô từ chối cả Cô đem chuyện ấy nói với cha là Mã Ngọc Sơn Cha không nghe Bởi vậy cô bèn cùng với cậu Lưu Công Tử Tự do kết hôn Đem nhau lên sở giá thú ký hôn ước Đủ người chứng tá Bên dài thời hai thân thuộc nhà công tử Bên gái thời hai người nữ giáo sư Nguyên lúc mẹ Mã Tiểu Thư chết đi Vốn riêng có bao nhiêu đã ký chúc thư cho cô rồi Đến khi cha cô lấy vợ kế cũng lại chia cho cô một nửa cơ nghiệp Trong chúc thư nói hẳn như vậy Thế là gia tài cô có đến 6-70 vạn bạc rồi Đến khi có thai được 9 tháng Đẻ ra một đứa con trai rồi Bấy giờ mã tiểu thư mới biết chồng mình là thằng quýt con mụ vú già Nguyên mụ vú ở với mã tiểu thư Nhờ được nhà giàu có Nên lương vốn tây riêng của mụ trong 15 năm rồi cũng được 3-4 nghìn bạc Mụ có một thằng con Bé cũng đã cho đi học được 5 năm sau làm công nhân, rồi làm quýt hầu một nhà phú hào người Anh cát lời ở ngay hương cảng. Vì quýt ta coi cũng điển dai, mụ bèn nghĩ ra cái mưu ấy, nên có khuyên quýt nên vào hội lao công liên hiệp và đi học tối riêng một ông thầy. Chỉ học riêng về chuyện ở Kim Sơn và Mỹ Châu là kỹ. Một mặt thời quýt đi học đã khá rồi, một mặt thời mụ đi tìm ông hội trưởng hội, lao công liên hiệp ở Chi Hương Cảng, mật đính kết với ông để ông giúp cho mọi đường về kinh tế và nhân tài. Sau này mà đủ được những sự cần dùng trang sức Để làm cho mã tiểu thư mê quýt ta rồi lấy quýt Thời mụ và quýt sẽ biếu vào hội lao công liên hiệp Một món tiền vài vạn bạc Và bồi lại những sự chi phí mà hội đã bỏ ra cho Hai bên kỳ dây với nhau Mụ đem hết cái vốn liếng của mụ ra chi vào việc đó Còn thiếu hay cần đến đâu Thời đã do ông hội trưởng chi hội lao công liên hiệp giúp Sau quả được thành công Vì ở hương cảng to Và làm khéo lắm cho nên mãi sau có một người học trò con gái nhận được ra là quýt Trước ở với một nhà anh cát lợi mà người ấy quen biết Một người ấy biết nói đi Rồi có kẻ tức nhau với mã tiểu thư Đem nhạt chuyện đưa đăng vào báo Dư luận hương càng dầm dĩ cả lên Chửi rủa bỉ ổi nhà họ mã Sao mà dại dột hèn hạ như vậy Nhưng mà các ngài ơi Các ngài chẳng biết thế nào Chứ dư luận ở trong đời thật là vô vị quá Con dài mụ vú lấy con gái phù ông rằng có tội phạm gì đến luật phép hay làm hại gì đến ai mà đời nó cũng dài mồm ra bàn tán thối. Mã Tiểu Thư là một người cũng cứng, bèn đăng lên một tờ báo một bức thư mất nghìn bạc, tuyên bố rằng Tôi có nghe một cái báo thực nghiệp tân văn, đăng tin nói cạnh tôi là lấy chồng tôi không xứng đôi vừa lứa, khiến cho dư luận mấy đứa ngu ngốc và mấy đứa ghen ghét rằng cứ nhao nhao lên, chỉ làm cho tôi nực cười và thương xót mà thôi. Tôi đến tuổi lấy chồng thấy tôi kén chồng, Tôi có tiền có của rồi Thời tôi chọn một người trong nhân loại Cũng đủ ngũ quan chi thể Cảm giác tâm tư Tôi lấy làm chồng Nếu chồng tôi có phải trước đi làm lao công hay nô lệ Cũng là cảnh ngộ xui khiến Lương thiện không có tội ác gì Vậy thời một người trong nhân loại lương thiện cần lao Hả không có quyền được hưởng hạnh phúc của loài người hay sao Tôi biết mà tôi lấy Chứ không phải tôi mắc lửa ai cả Tiền của cơ nghiệp của tôi có sẵn rồi Chồng tôi lại trải cầu hàn vi chắc không có coi tiền của làm rẻ rúng, cơ nghiệp khuê trương ra chóng được nên to. Bà mẹ chồng tôi trước cho tôi bú sữa, vậy bà đã là mẹ tôi rồi. Vì nếu khi tôi bé không có sữa bà, thời tôi còn đâu cho đến ngày nay. Cái ơn bà nuôi tôi, tôi báo đền bà là tôi lấy chồng tôi. Ấy việc của chúng tôi là thế. Tôi thường thấy đàn ông lấy những con nhà thổ, con ở đầu là những con đĩ hại người, đem về làm vợ mà chẳng thấy dư luận phản đối, lại cho thế là phải. Thế mà chúng tôi lấy nhau Một đứa con trai cần cù lương thiện Với một đứa con gái học thức phong lưu Phỏng chính đại quang minh đến đâu Mà thế nhân còn bèm bèm tán nhảm Nhẹ ra chúng tôi cũng mẩn ngơ Xong vì muốn cứu cho đám nữ giới có giác ngộ Đừng có nghe những lời bình phẩm sàng siêu về chồng mình Đến nỗi lỗi đạo tổng nhất Có phương hại đến luân lý Con vua lấy thẳng đốt than Nó đưa lên ngàn cũng phải đi theo Ấy, nhân đạo là thế Công lý là thế vậy Mã thị phí lộ Đến sau hai vợ chồng lưu mỗ Tức là quýt Làm ăn tần tảo Lại được bọn lao công giúp sức trong các xưởng máy và công nghệ Của vợ chồng hắn phát đạt lạ thường Ba năm sau Vì người vợ lẽ mã Ngọc Sơn mê dai Âm hại mã Dị trí cơ nghiệp đến Khánh Kiệt về phần mình May nhờ có rể và con khá Cứ vãn lại cho mới được lại thịnh vượng như trước Câu chuyện này là câu chuyện thực có ở bên Hương Cảng mà ông Trần Đức Tâm chủ hiệu Tham Thiên Đường đã được người khách ở đấy kể lại cho nghe. Ở cái thế giới cạnh tranh bằng trí não này, thật ai khôn ngoan thời được sung sướng vậy. Những đứa ngu ngốc không được bằng người, thấy người ta khôn hơn thời tức tối, thấy người ta tài hơn thời ghen tuông, nói cả nói bậy, gièm chê, tưởng thế là để nhấc mình lên trên, nhưng biết đâu người khôn càng ngày người ta lại càng tài, phường ngu ngốc theo được còn khó lắm. câu chuyện Cô giáo Hương Đến mai thầy tôi đi Sài Gòn Đi vào làm gì trong ấy? Ở trong ấy có một hội ban học mới mở một tòa tạp chí Tên gọi Thao Nam Âm Được hội quá yêu đến Cho gọi vào làm chủ bút Tôi đã xin giấy thông hành Định mai xuống Hải Phòng Đáp tàu vào Sài Gòn Bởi được tin ấy tôi mới đến đây chào thầy và chào mợ để đi theo việc bồn phận mình. Tôi cũng mừng cho ông trợ bút Nay đã lên được chức chủ bút Xin chúc ông nhất lộ bình yên Chọn nghĩa vụ đối với quốc dân xã hội Xong chẳng hay xa người xa tiếng lòng Có xa nốt đó chăng Không Một lời đã ước Trăm năm có nhau Nghĩa vụ làm sai Phải trông vào sự nghiệp Xong ái tình đối với người yêu Có cái sức gì đánh đổ được lòng Chẳng biết bao giờ thầy được tương tụ cùng nhau Để tôi được làm một người chép bài cho ông chủ bút Tôi vào đến nơi mấy tháng thử xếp vững vàng mọi việc sẽ về xin đón người yêu Tiếng gõ cửa ở ngoài làm cho hai người thôi chuyện Ai gõ cửa? Đó là chủ nhân cái nhà ấy Nhà ấy là nhà ai? Nhà cô giáo Đỗ Thị Hương đưa ngồi nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Hoa Là ý trung nhân của cô Thời cha đi ăn tiệc về gọi cửa Bấy giờ là 9 giờ tối hôm chủ nhật Vào khoảng mùa đông năm tân dậu Trong nhà đèn điện sáng choang lò sưởi củi đun rất ấm. Hai người âu yếm nhau ngồi ở giữa cái xa lông cây rất rực rỡ. Nỗi mừng nỗi cảm bời bời. Vừa được độ giăm phút đồng hồ. Thời ông tham đào đã về, làm cho mỗi người lại ngồi riêng một chỗ. Chàng ở ngoài phòng khách, thiếp vào trốn buồng theo. Ông tham đào hiếm hoi có một cô con gái, năm nay mới 19 tuổi, mặt vuông má đỏ, đôi con mắt rất hữu tình. Người đẹp mà lại phương phi rất có nết na. Đỗ Thành Trung học tốt nghiệp năm 1919, được bổ làm giáo học trường nữ học. Mẹ cô khuất núi từ thủ cô mới 15 tuổi, công việc cửa nhà coi sóc ở một mình cô. Ông tham đào thấy con gái nhan sắc thông minh, thuần hòa đức hạnh, rất là yêu như châu báu. Tính tình ông phong nhã lại ưa chuộng quốc văn, bởi vậy mới đón ông Nguyễn Xuân Hoa là một nhà trợ bút ở báo Chiêu Nhật Tân Văn về dạy con gái làm văn quốc ngữ. Ôi tài tử giai nhân, Cảm tình thanh khí Nhẽ nào lại không nên duyên ngộ Bởi vậy cho nên cô giáo Hương và ông chợ Hoa Mới cùng nhau non thề núi chỉ Hôm ấy sắp đi Đến chào bố vợ và ý trung nhân Gặp khi vắng nhà Giải bày tâm sự Khi xuống Hải Phòng Thì cô giáo Hương cùng cha là ông Tham Đào cũng đi tiễn Các anh em bạn ông Nguyễn Xuân Hoa Có đặt một tiệc thết ông chủ bút mới Của tạp chí Thao Nam Âm Tiệc bày rất trọng thể Tan tiệc ra về nhà trọ Ông Nguyễn Xuân Hoa đem một người bạn ông tên là Đường Thu Liễu, hiện đương làm quản lý một nhà in lớn Hải Phòng nói rằng Con xin giới thiệu ông Liễu đây là chỗ bạn thân với con, từ ngày còn đi học ở hội Chí chi Hà Nội, là một người bạn mà con coi như anh em ruột con. Ông Nguyễn Xuân Hoa cũng nhà con một, cha mẹ đã xa chơi cõi tịnh non tiên, ở đời chỉ có một ông Đường Thu Liễu là tâm phúc. Từ đấy ông tham tá đào cùng ông quản lý Liễu, hai người cùng quen biết nhau. Sáng hôm sau, ông Nguyễn Xuân Hoa xuống tàu đi Sài Gòn, vui về sự nghiệp, nửa bực về gia tình, xong cũng gượng sầu làm vui. Nhưng chỉ có vui không có bực. Bạn bè ra tiễn, kẻ nói người cười. Duy chỉ có một cô giáo hương là đau ngầm trong dạ, chẳng dám lộ ra ngoài. Ôi cái lúc phân kỳ của một đôi chi kỳ thì còn chi đau đớn cho bằng. Chiếc tàu kéo neo, thổi còi đi. Lòng cô bồn chồn khôn xiết, Bây giờ có cái tư tưởng Giả không có cha đi kèm Thì Âu đành bỏ việc Mặc miệng thế mỉa mai Ta lên tàu theo ngay người yêu và lục tình Ở đời được mấy gang tay Biết ngày nay thế này Ngày mai thế nào mà chắc trước Xong dẫu cô có một cái tư tưởng man mác đến thế nào Mà tàu chạy xa thời cũng phải theo cha giờ về Hà Nội Chuyến xe hỏa 8 giờ tối Bước chân lên toa xe hỏa Thời tàu thủy chở người yêu cô đã ra đến bể khơi Cô ngồi trên toa xe hòa Cái tư tưởng vẩn vơ nó lại man mác Bụng bảo dạ rằng Còn tạo chiêu ngươi chi lắm tá Đã sinh ra người lại sinh ra phải có tình Nếu không có cái tình này Thời chi khiến cho ta buồn chồn trong dạ Nào nào khổ lòng về sự nhớ kẻ yêu ta Ừ mà nhớ nhau không bị thói đời bó buộc Thời chi ta đến nỗi phải nôn nao bối rối Vì mối tình riêng thế này Đời nghĩ cũng phiền Đã yêu nhau thì còn quản gì nữa còn gì phá nổi được lòng hai kẻ niên thiếu yêu nhau Đã biết nhau thì lấy nhau can chi lại còn phải chờ phải đợi Phải lễ nọ lễ kia Phải treo phải cưới cho thêm phiền Đời càng gọi văn minh Việc gì cũng chỉ thêm rắc rối Giá không rắc rối vì đời Thì ta đâu có ra người yêu ta được Chào ôi Giá mình về đến nhà Phỏng nhớ ai mà sinh bệnh Bệnh to rồi chết mất Thế có phải là uổng mất một đời người không được tận hưởng cái khoái lạc phu thê của người chi kỷ. Mà chẳng đợi ốm tương tư mới chết. Thê ngộ ta đi chiếc xe hỏa này. Nửa đường chật bánh xe. Toa đổ xuống để chết bẹp mất ta. Hay là đi đến cầu sông Cái Hà Nội. Tự nhiên cầu gãy rơi xe hỏa xuống. Ta chết mất. Thời còn gì là thân cho đến ngày gặp được người yêu. Cô nghĩ như thế. Cô lại nghĩ đến người yêu của cô rằng. Ừ mà nếu ta chết. Có phải đau lòng cho người yêu ta lắm ư? à mà ta không chết được sao ngộ xuân hoa chết thì sao Lò thay cho xuân hoa cậu ấy đi tàu biển sóng gió chưa quen ngộ say sóng mà ốm nặng vào tới nơi mà chết mất thì sao không khi nào người ấy chết được vì là một người rất khỏe mạnh Thế ngộ tàu đi chạm vào cái gì hay gặp gió to bão lớn mà đắm chết mất xuân hoa thời sao ôi có phải rằng ta mất mất chồng yêu chồng quý chồng tài của ta không nếu mà có đến thế ra nữa thật ta cũng hối rằng Giá ta liều theo chàng lúc bước chân xuống tàu với nhau Để phòng khi sinh tử giữ đồng Nghĩ đến đấy cô lại nghĩ sang nhẹ khác rằng Chẳng có lẽ nào Chiếc tàu to như thế Chưa dễ mà đắm ngay được Xong đến khi Xuân Hoa vào tới Sài Gòn Văn trường tài mạo ấy Ai chẳng hoan nghênh Ở nhà gần ta thời không thiết đến ai Chưa xa ta ra thời có người đẹp hơn ta Tài hơn ta Giàu có hơn ta yêu chàng hơn ta Thời ta còn chắc gì chàng không đổi dạ Chàng đổi dạ Thời ta làm thế nào Cũng đổi lòng ư Không, lòng ta không thể đổi được Ta thật không còn cho ai Ở trên đời hơn Xuân Hoa nữa Xuân Hoa hỡi Cậu có hay không Lòng hương em lúc nào cũng ở cậu 11 giờ 20 phút đêm Xe hòa đến Hà Nội Mối sầu tư của cô giáo Hương Thật là bối rối mãi trong lòng trong trí không bao giờ khuây. Được sau hôm có tín hiệu báo của ông Xuân Hoa đánh về, rằng đã tới Sài Gòn bình an vô sự. Tháng ngày trôi chảy, như nước sông xuôi. Ông Nguyễn Xuân Hoa vào tới Sài Gòn, đã tổ chức xong nhà tạp chí Thao Nam Âm của Hội Văn Học, tạp chí xuất bản đã được ba kỳ. Văn chương nghị luận của ông, bài gì ra thiên hạ cũng hoan nghênh, thành danh vang động cả miền Nam cõi Bắc. Tuy có một vài nhà báo khác thấy ông nổi danh bao nhiêu lại càng ghen tức. Dùng những cái thủ đoạn không chính đáng mà tuyên bá những cái giọng thô bỉ ra để rắc cái ác cảm tình cho xã hội ghét ông. Ví như ông luận về sự người ta không nên chán đời. Thời có kẻ nhại hai chữ chán đời mà đăng mấy bài hoạt kê chê rượu ông. Làm bài văn nói về mộng. Thời có kẻ làm bài văn chiêm bao mà bác ông. Lại như ông bàn nói hay dẫn điển. Thời có kẻ làm bài xã thuyết chế người là văn điển cố ông có tài làm vận văn hay thời có kẻ lại làm bài bác vận văn là vô ích ôi xú diện ố nga mi thật họ diễn ra lắm tấn tuồng đáng buồn đáng ghét thế mà ông thời cứ tự nhiên không lấy thế làm quan tâm chỉ cứ sướng những điều đại nghĩa nói những nhẹ quang minh bàn những điều ích lợi cho nên những người thức giả thấy thế lại càng trọng ông lắm ông thường nói rằng người ta ghen mình mà ghét mình tự mình xét mình không có lỗi thời chỉ nên thương cái xấu bụng kia mà thôi không đủ oán tại sao mà thương người ta nghĩa là người ta công kích mình thời trong lòng tất lấy làm khó chịu cho người ta người ta càng khó chịu bao nhiêu càng uất ức bấy nhiêu ở đời không ai khổ cho bằng người trong lòng có cái ác cảm tình những người ấy người ta vốn cùng mình không có thủ oán chi cả chỉ là người ta sợ mình hơn người ta mà người ta công kích liều đó mà thôi Ông đối phó với kẻ cừu địch coi cũng như người thân Khiến cho người đời yêu mến Hội văn học vững vàng cơ sở Báo thao nam âm phát đạt rất mau Ông bản tình đến đường ra thất Mới viết thư về cho ông quản lý nhà in Ai hữu ân thư quán Là ông đường thu liếu ở Hải Phòng Nhờ lên thu xếp với ông tham đỗ văn đào Để hẹn ngày về cưới cô giáo Hương Đem đi lục tỉnh vui vầy cả nước duyên ưa Cô giáo Hương từ ngày mùa đông năm ngoái do bức lạnh lùng theo cha đi tiễn chồng và nhận chức ngôn luận trong báo giới Nam Kỳ Ở bến tàu bể Hải Phòng về Ngày mong đêm tưởng Gió bấc đã đổi sang gió đông Mùa đông đã đổi sang mùa xuân Tiếng oanh vàng trong hoa đua nở Lòng xuân càng phơi phới vẻ xuân Đường trong lúc mong tin bạn Lại trong lòng ban khoăn về nỗi đọc các báo Cứ thấy người ta nói sỏ nói xiên Châm trọng người yêu mình Lại càng sinh ra nóng nảy Muốn cùng với người yêu mình Cùng mỉm mì mép cười bằng một cách khinh bỉ khinh bỉ vì một nỗi trong làng văn tự cũng có thói ghen tuông đê tiện. Bỗng tiếp thư Sài Gòn gửi ra nói rằng đã nhờ ông quản lý liễu lên thỉnh hôn, lòng cô rất mừng thầm hớn hở. Từ khi bước sang đầu năm nhâm tuất, sau Tết giờ đi, ông tham đào nhân đua bạn thưởng xuân thành ra mê man cờ bạc, nhất là ít xì. Ông thua đã giữ, xong đánh bạc ở ngoài nhiều hơn là đánh bạc ở nhà. Hôm vào đánh ở nhà, thời cô giáo thường can ngăn cha luôn, cho nên ông tham cũng để con mà ít khi dù bạn về nhà. Nhưng ông bị những phường con bạc láo, bị mất đã tai hại, đâm nợ vào đã đến 78 nghìn. Nguyên nhà ông cũng có gia sản sẵn, vì bà tham thân sinh ra cô giáo hương ngày xưa, là một người buôn bán đảm đang, mà ông tham cũng là người chỉ trọng, cho nên gia vận ngày càng phát đạt. Mãi tới ngày nay ông tham mới bước vào con đường đổ bác, để nỗi thua cờ thua bạc, tai hại nhường ấy. Bấy giờ mới bước sang đầu tháng 3 Đương là mùa cờ bạc thịnh Ông quản lý liễu ở Hải Phòng Cũng đương đội chơi đỏ đen rền Cũng mắc mớ vào vài trăm bạc nợ Xong đã biết hối cải yên tâm Theo đuổi làm ăn Không đánh chắc gì nữa Đến khi tiếp thư bạn ở Sài Gòn ra Bèn lên Hà Nội vào thưa chuyện với ông Tham Để xem ông Tham định liệu thế nào Rồi viết thư vào cho ông chủ bút Nguyễn Xuân Hoa về đón cô giáo Hương Kết nghĩa vợ chồng Ông Tham đào tiếp ông quản lý liễu lên vui mừng hì hả làm rượu thế đại linh đình. Tàn rượu, nhân gặp hai ông bạn bạc ở Hà Thành đến chơi, bèn dở ra bài cào. Xô sát một trận thật to, ông quản lý liễu gặp cơn đỏ được cả bàn. Hai ông kia thua mỗi người non trăm bạc, ra về ngay. Duy ông tham đào mau đánh hăng, thua vào đến tám trăm. Quay ra đòi ông quản lý liễu đánh tay đôi với mình, để mình gỡ lại. Không rẻ càng gỡ càng vào đến hơn nghìn bạc hết sạch tiền lại lấy giấy viết bông vay ông quản lý liễu nghìn bạc đường lúc ông tham viết bông thì cô giáo hương ra sẽ can rằng thưa thầy khuya rồi mời thầy đi ngủ ông tham gắt lên rằng ngủ nghe gì muốn sống thì vào buồng không phải việc mày ở đây cô giáo hương ứa hai hàng nước mắt ra vào buồng dằn dọc nghĩ giận cha mà lại thương mình lại tưởng đến việc đoàn viên với xuân hoa mà bời bời trong dạ ông tham đào viết bông xong đưa cho ông quản lý liễu ông liễu cầm bỏ vào túi liền đưa cho ông tham nghìn bạc một nghìn bạc than ôi đánh trong một giờ đồng hồ nữa thời về tay ông liễu mười hai giờ dưới đêm đành chịu tan cuộc ông tham mời ông liễu vào một cái buồng riêng trên gác để ngủ mình thầy nằm ở nhà giữa vắt tay lên chán nghị hối mà lại tiếc tiền người ông bấy giờ choáng váng tê mê giờ mình bên này lại giờ mình bên nọ tấm tức không biết chừng nào Ông nghĩ đến nay mai con gái sắp về nhà chồng Cha có một con Mà không còn gì cho con được nữa Lương vốn có 7.000 bạc Là cả nhà cửa đất cát tiền nong Của chìm của nổi Mà nợ vào mất hơn một vạn rồi Còn gì nữa Ôi cờ bạc là bác thằng bần thật Ông tham nghĩ đến cô giáo hương Thì luống những thương con Phải cha cần bậy mà đến nỗi phải lụy đến thân Không được hưởng cái của bồ hôi nước mắt của mẹ Ông gạt nước mắt khóc thầm nghĩ hết nhẽ này ra nhẽ nọ ông tính nợ đến kỳ đến hẹn cả rồi có cái nhà cầm vài ba hôm nữa thời phải chuộc không chuộc thời người ta tịch ký người ta tịch ký thời cha con tay trắng mà ra không chắc là các chủ nợ khác thấy thế đến bỏ tù mình đã phải ngồi tù thời mất cả chức mất cả hàm mất cả lương hưu trí mà cũng ngăn trở duyên con ông nghĩ quá uất lên quyết lòng tự tử bèn rút ngăn bàn lấy khẩu súng lục để lên bàn giấy. Còn như cô giáo Hương thì từ lúc can cha không được, đành phải vào buồng rằn dọc. Bấy giờ cũng đang mơ màng trong giấc chiêm bao. Ông tham đào đã quyết lòng tự tử, nên lấy súng lục để trên bàn. Xong ông nghĩ thấy thời xôn xao trong nhà. Phố xá biết, để lại một cái vết xấu cho con. Âu là tiêm thuốc độc vào mạch máu, thời chết dễ hơn mà lại êm ái hơn. Nguyên nhà ông vẫn mua những chất thuốc độc, về trộn vào cơm để đánh bẫy chuột. Bấy giờ ông đem hòa với nước cho đặc, rồi ông lấy cái tiêm vẫn tiêm thuốc bổ trưa nay. Ông định tiêm vào mạch máu. Xong ông lại sợ rằng ngộ không chết được chăng. Ông bèn để cả súng lục bên cạnh. Định hễ mà tiêm thuốc độc vào mạch máu không chết, thời bắn thêm một phát súng nữa cho xong đời. Thuốc độc đã hòa xong, ông đã cho vào ống tiêm đâu đấy. Ông bèn lấy giấy bút viết một bức thư để trên bàn cho con rằng con gái cha ơi Cha nghĩ thẹn cùng đời Thẹn cùng con vô hạn Mà cha phải quên trần đời cho con trọng tiếng Cha thẹn cùng đời Là vì bằng này tuổi đầu rồi Tu trí từ tấm bé Mà đến lúc đầu dâu tóc bạc Lại còn mê cờ dại bạc Để nỗi cơ nghiệp tan hoang Cơ nhà khánh kiệt Để cho con hết sạch cả vốn liếng mẹ con để lại Cha thẹn cùng con Là vì cha đẻ con ra không hết đạo làm cha Để lụy cho con phải tùi hổ vì cha Cha nghĩ thế mà không muốn sống làm gì nữa Vậy sau khi cha tự tử Xin con giữ lấy kín tam tiếng Đừng cho ai biết cái nhục của cha này Ấy là con giữ được danh dự nhà Và báo đáp cha được tận hiếu đó Cha con Lúc bấy giờ thời ông quản lý đường thu liễu Đã nằm yên trong giường Bụng nghĩ rằng Ông cụ tham này thật là máu mê cờ bạc dữ quá Cờ bạc đâu một đêm thua hết hơn 2.000 bạc Nhà mắt mà đánh Đánh không biết nghĩ chi đến tương lai của mình và của con mình cả. Nghĩ thương hại cho chị Hương. Phải ông cha già mà còn dại cờ bạc vô cùng. Cờ nước này, thời đến hết nghiệp mà tự tử mất. Mình vì bạn mà đến nhà vợ bạn xin cưới. Nghĩ mình cũng khỉ. Đánh bạc với bố người ta. Thu vào tay mình hơn 2.000 bạc. Vô lý quá. Thôi của này rồi ta đưa cho chị Hương giữ lấy. Đừng đưa cho ông cụ nữa. Hết mất. Bèn cất cái văn tự và tiền vào một cái ngăn tủ con Rồi ngủ yên một giấc Cô giáo hương mơ mơ màng màng Đường mây thấy cha đánh bạc thua nhiều Cô bèn can cha Cha đã chẳng lấy sự con ca là phải Lại còn đánh chửi con thật là ô uế. Đường bị cha cầm ba tong nắm tóc đánh ở chân thang Thời tình nhân là ông chủ bút xuân hoa ở Sài Gòn về Đi xe cao su đến cửa vào Xin cho được khỏi phải đòn Rồi mở tiệc ăn mừng Đôi bên đều mặc áo thụng lam và áo thụng hồng Tế tơ hồng ở nơi dân gác Để kết phát vu thê Đường tế lệ vui mừng Chở sen đầm đến xích tay cha đem xuống hỏa lò bỏ tù nợ Giật mình đứng dậy Nghe đồng hồ nhà thờ đã giao 3 giờ khuya Ôi cái giấc mê kia ghê gớm bi thảm làm sao Khiến cho cô bồn chồn tất dạ Nằm ngủ không yên Vùng dậy đi ra tìm cha Xem cha có yên giấc ngủ đó chăng Thuốc độc ngấm vào người ông tham đào trong giây lát Thời ông đã gục đầu vào bàn Nằm cứng đờ ra Lạnh ngắt cả người đi rồi Thế là hồn ông đã xuống suối vàn mà an giấc điệp Đêm khuya bốn bể tịch mịch Gió thổi ảo ào, ào, Mọt nghiến răng rắc Đàn chuột đuổi nhau Mèo săn rộn dịch Đồng hồ trên tường kêu tí tách Thằng ở dưới bếp ngay o o Những ngọn đèn điện Ngọn hung ngọn sáng xoay rực trong nhà Ngẫm rất là hiu quạnh đó là cái quang cảnh nhà cô giáo Hương lúc bấy giờ Cô sẽ dón rén đi xuống nhà giữa Thấy cha gục đầu vào bàn nằm cứng đờ ra Cô bèn lay like không truyền, Sờ vào tay thấy lạnh Nâng đầu lên thấy khẩu súng lục và đủ tiêm thuốc độc ngổn ngang Cô hoảng lên chưa kịp xem cái phong thơ trước án Vội cầm ngay lấy khẩu súng lục Nghĩ rằng Tại thằng Liễu này làm cha ta thua bạc nên đến nước này Ồ là ta cầm khẩu súng lục này Lén vào buồng nó nằm bán chết nó đi để báo thù cho cha ta đã vội cầm lấy khẩu súng lục Phàng phăng đi lên gác đến cửa buồng ông liễu nằm mở cửa vào Thấy cô liễu đương nằm ngủ nhìn vào mặt sắp ra tay chợt lại nghĩ đến cái thư để ở trên bàn cha chưa xem chưa biết đầu đuôi cái sự cha mình chết ra làm sao cô bèn đứng lại nghĩ rằng người này cùng chồng mình rất thân chắc rằng người khá sao đi xin cưới mình lại làm hại bố mình đến thế này âu ta hãy xuống xem thư cha ta nói sao đã rõ chuyện lên hạ thủ cũng không muộn vừa quay ra chạm ngay vào cái bàn tròn động tiếng lên thấy ông quản lý liễu chợt tỉnh dậy nhìn thấy ngay cô hương đêm hôm khuya khoát, không biết vào buồng mình có ý gì hai con bé này hư bạn ta mà lấy phải vợ hư thời khổ thay cho bạn ta nghĩ thế liền ngồi dậy hỏi chị bảo hỏi tôi có việc gì vậy cô giáo hương thẹn quá lại sợ ông liễu biết có súng lục Bèn vớt ra cái bàn tròn ở đằng sau lưng Lấy cái khăn giải bàn tre đi Rồi đi giật lùi trực giả vờ Quấn cả cái giải bàn đi nhân thể Không rẻ ông liễu ôm ngay ngang lưng Rồi hôn luôn vào môi Xong cô giáo hương không chịu Rằng được ngay ra rồi chạy xuống nhà dưới Ông liễu lắc đầu nói mình rằng Chết thật Cô giáo đời nay Chăm cô thời 99 cô hư Người ta đồn ngôn thật chẳng sai một tí nào như thế mà mấy anh rẩng mỡ lại toàn sướng những nữ quyền và giải phóng. Chào ôi, anh Xuân Hoa thật là nhầm to. Tể ra nội trợ đâu đến lũ này mà kén. Ừ, ra đêm khuya không ngủ. Buồn tình vẫn ra gạ những khách đến chơi với cha. Chẳng thế thời đến cạnh giường ta đứng thơ đứng thần làm gì. Chỉ là đến để chiêu hoa gẹo nguyệt đó thôi. Ông liệu nghĩ thế xong vào. Chợt thấy khẩu súng lục rơi xuống sàn gác. Rồi lại nghĩ ngay ra phương diện khác. Ông lại nói một mình rằng À ra cha hắn thua bạc Hắn biết tiền ở tay ta Nên hắn đem súng vào đây Một là quyền dụ ta lấy đường răng gió Nếu ta có vì bạn mà không ưa Hay tiếc tiền mà không chịu Thời súng này hiếp ta lấy lại tiền đây À ra cái nhà này Vốn xưa nay ông bố thầy lấy cờ bạc Mà rong thân cho nên phú quý Được, đã vậy thua Thời liền cho con gái vào dụ Dụ không được thời hiếp lấy của về Chết thật giáo dục với văn chương đời nay Không biết làm sao mà anh Xuân Hoa ngu đến thế nhỉ Ở trong buồng Ông Liễu nghĩ quanh nghĩ quẩn như thế Ngoài này cô giáo Hương chạy ra được Xem thư cha xong Nhất định bỉ cha dầu diêm lấy cái danh dự cha mình Bèn dọn các đồ đạc cha tự tử đi Bế cha lên giường nằm Đóng cửa chặt lại Rồi lấy ghế nằm ở một bên Đợi cho sáng sớm ngày ra Ông quản lý đường thu liễu về hai phòng rồi Ở trên này mới phát tang Sáng ngày ra Ông Đường Thu Liễu dở dậy vào chào ông Tham để về Hải Phòng Cô giáo Hương nói rằng Xin ông cứ về cho kịp tàu Thầy em quen tính ngủ chưa Khi thầy em dậy Em xin trình để thầy em rõ Hai người đều có vẻ bẹn lẽn cùng nhau Ông Liễu về xong Thì cô giáo Hương cho đi mời họ hàng Đến phát tang ông Tham Đào Nỗi đau đớn không sao nói xiết Tống tang xong Cô ngồi cô nghĩ đến chuyện duyên phận cô Đối với Xuân Hoa và cái quãng sảng sốt của cô đêm hôm cha chết Vào buồng ông liễu Khó thay Nếu bây giờ mà nói thực ra cho người biết rằng Ta thấy cha tự vẫn hốt hoảng lên Giận người vì nỗi đánh bạc với cha ta Mà toan giết để báo thủ cho cha Thời phạm lỗi với cha Mà nếu không nói ra Thời thành ra mình là một kẻ sàng bậy bất lương Tất người ta phải nói với người yêu ta Thôi Thần ta thế còn có ra gì mà mong nữa Hợi cha ơi Cha ở dưới cửu tuyển có biết cái nỗi khổ lòng của con đó không? Hợi Xuân Hoa ơi, cậu có thấu cái nỗi đau đớn này cho em không? Hay ta viết thư cho Xuân Hoa để người tỏ nỗi cho ta? Biết bây giờ thầy nói thế nào? Không lẽ lại kể xấu cha với tỉnh nhân? Nói xấu cha để được chồng? Làm như thế phạm vào đạo hiếu. Chết thời chết ta không làm. Cha hơn hay chồng hơn? Cha ta hơn. Hiếu hơn hay tỉnh hơn? hiếu ta còn hơn. Này các báo đã đăng tin cha ta quy ẩn rồi, Âu ờ, cũng phải viết thư cho chồng ta được biết. Viết thế nào? Viết thì người tất phải về. Về tính sao? Thôi, tính sao sẽ tính. Cô bèn viết cho ông chủ bút thao nam âm một bức thư như sau này. Hà Nội ngày mùng 4 tháng 3 năm tân dậu. Xuân Hoa Lang Quân ơi, khi cậu tiếp cái thư này, thời cha tôi đã nằm yên ở nghĩa địa hiệp thiện rồi. Thế là tôi nay thành ra một đứa chẳng có mẹ mà cũng không có cha. Anh em trên dưới cũng không ai. Đời tôi bơ vơ như kẻ lạc trong cánh đồng sa mạc. Buồn thảm vô cùng. Cậu ngày nay đắc chí Ai ngờ tôi ngày nay lại phản trái cái cảnh ngộ của cậu. Biên cô chớp mắt mà thay đổi. Việc đời không sao mà tính trước. Tôi định xin cáo. Thôi không đi dạy học nữa. Và còn bụng dạ nào. Cáo xong tôi sẽ về ở dưới chị Hoàng Thị Yến làm cô đỡ ở dưới Hải Phòng Bạn cụ với tôi Khi tôi còn học ở trong trường bà giờ cậu đã biết Này chị ấy làm việc ở dưới ấy Xin cậu biết cho Tôi cũng không chắc rời có cho tôi Được mãn nguyện bạch đầu với cậu không Vì tôi cũng ghê thay cho trẻ tạo Nhưng thôi Nếu rời có bắt đến như thế nữa Cậu về có thấy mổ tôi Xin rót cho chén rượu Thế là hồn tôi cũng thỏa Thỏa rằng cậu vẫn còn thương tôi Vợ chưa cưới của cậu Đỗ Thị Hương Thủy Lệ Bái Thư Viết xong gửi đi Lại nghĩ quanh nghĩ quẩn Chắc ông liệu kia tưởng ta là một gái giang hoa Đê mới vào buồng mà khêu gợi dục tình Cho nên ông quên cả bạn ông mà ôm lấy ta Đòi hôn cho được Chào ôi Cái ôm ấy Cái hôn ấy thật là khinh bỉ ta đến nước Coi ta như con ả đầu Con giang há mới đến như thế Chẳng biết rằng khi ông ấy thấy cây súng lục kia Thời ông nghĩ thế nào nghĩ thế nào? Chắc ông cho ta là vào để cướp lại văn tự của cha ta và đòi lại số tiền kia. Nếu thế thời ông ấy khinh ta hèn mặt đến đâu? Ờ ừ, người con gái đã làm đĩ và ăn cướp, manh tâm dụ người vào việc dâm dục lại giết người về sự tiền nong. Thời thật là người con gái hèn mặt quá chừng. Người ta đã cho mình là hèn mặt, thời ai người ta còn cho bạn người ta lấy mình nữa. Tất người ta lại nói với Xuân Hoa, người yêu ta kia, những chuyện đã quá ấy, mà tìm cách nói cho đến đứt duyên ta mới thôi. Thôi thế là ta tuyệt vọng. Nhưng ta hãy xin cáo việc rồi xuống ở nhà chị em, đến kêu van ông liễu tìm cách chống chế để ông ấy thứ đi, cho vợ chồng được hòa hợp một nhà. Đó là một mối hy vọng. Ôi hy vọng là một cái linh hồn thứ hai của người thất ý. Mặt rời mọc, mặt rời lặn, mặt rời lại mọc, mặt rời lại lặn. Ngày lại đến đêm, đêm rồi lại đến ngày. Ngày đêm đi thật nhanh hơn nước chảy Nỗi buồn thảm kia Cô giáo Hương đeo đến 15 hôm rời Mới được sở học tránh cho từ chức giáo học Thu xếp hành trang Giao cửa nhà cơ nghiệp cho ông chú Đi xuống Hải Phòng ở chơi nhà cô Yến Sa Pham Cô Hương ở nhà cô Yến được một tuần lễ rất là buồn Xong buồn riêng không dám hé răng Trong tâm lý cô chỉ nghĩ quay nghĩ quẩn Về một cái vấn đề nỗi cha tự tử Nỗi mình vô tình và buồn ông Liễu cái đêm sầu thảm kia không biết làm sao cho giữ được tiếng cha cho đời khỏi cười rằng bất đắc kỳ tử mà lại rửa được tiếng cho mình khỏi để cho ông bạn quý của chồng mình tưởng lầm mình là một đứa càn bậy răng hoa. Ôi khó khăn thay cái nỗi lòng này nhưng cô cũng hết sức tìm cho ra mối mà gỡ được cho xong. Xong biết tìm ra kế gì mà gỡ được cái mối bỏng bong kia chứ. Cô buồn, cô sầu cô lại mượn quyển sách làm khuây một hôm cô tình cờ mở quyển sách vào một đoạn văn rằng Con người ta sinh ra ở trên trần gian này Bưng đầu ra đời đã phải khóc ả à lên là biết rằng Ở đời là bể khổ Ấy là bể khổ Cho nên người ta là khách trầm luân Đẻ ra là cùng những cái đau đớn nỗi lo lắng Sự nguy nan cùng làm duyên ngay lập tức Ôi người ta ra đời Cũng như là đem thân dấn vào trong đám chiến trường Những sự nguy nan Những cái lo lắng những cái đau đớn ngày ngày nó kéo đến trước mắt ta mà trêu ta Bắt ta phải vào trông Nếu ta không ra tay cô sống cô chết mà chống chọi lại Thì sao đừng vững được ở đời Nếu những cái đau đớn Những sự nguy nan Những nỗi lo lắng kia không cùng người cùng quấn quýt Thời từ xưa đến nay Làm gì có những bậc thánh chết ở đời Những bậc thánh chết mà nên những bậc thánh chết khác với người đời ấy Chính là những người đã vượt qua được những nỗi lo lắng Những cái đau đớn Những sự nguy nan Đối với những nỗi đau đớn, những sự nguy nan, những điều lo lắng xem thường xem khinh, như người lão tướng ở trồn xa trường coi khinh thường lên đạn. Ôi bao nhiêu những cái phiền não, đều là những cái để làm đồ nuôi cho lòng ta bền vững. Cô xem đến đấy, cô bỏ sách rồi nghĩ, rồi tự phấn khởi trong lòng. Thời cô lại gượng làm khuây. Cô đối với cô Yến, thời cô Yến cũng chỉ biết cô buồn về nội cha vừa quy ẩn, mà chồng chưa cưới còn ở một phương rời chư cô cũng không dám mang chuyện nhà chuyện mình gì răng ra với bạn Bởi cái cảnh khó tính như thế Mà lại không thể bàn với ai được Cho nên dẫu có gượng làm tươi thời gượng Xong gượng sao cho được mãi Không biết Xuân Hoa có biết cho mình không Thu Liễu có nói chuyện mình là người thế nào cho Xuân Hoa không Khó mà biết được Tình sao đây cho Loan Phượng Dung vậy Cô giáo Hương nghĩ đi nghĩ lại quanh co Hết ngày ấy sang ngày khác Mà chưa biết tình thế nào một đêm cô ngồi đối ngọn đèn khuya một mình một bóng tự án ngẩn ngơ cô bèn mở sách làm khuây trong cơn sầu vô hạn cô đọc thấy một đoạn văn rằng phàm việc gì ở đời cũng có sự răng mắc việc nhỏ thời răng mắc nhỏ việc nhớn thời răng mắc nhớn công việc càng to tát bao nhiêu thời răng mắc càng nhiều bấy nhiêu những sự ấy đều tự thiên nhiên chứ không phải ở người ta cho nên người ta ở đời nếu gặp sự răng mắc Thời nên xét xem sự ấy bởi đâu mà ra Để bài trừ nó đi Chẳng việc gì mà để cho sự răng mắc nó làm nhỡ của mình Cô đọc đi đọc lại lấy làm hứng thú vô cùng Cô ngồi chờ mong cho chóng sáng Vì cô đã quyết định bài trừ cái nỗi răng mắc của cô Gà gáy sao xác Vừng đông mọc lên Rời đã sáng Cô rửa mặt, vấn khăn Quần áo chỉnh tề ra đi Cô đi tới nhà in ông Liễu Đồng hồ vừa đúng 8 giờ sáng, nhìn thấy ông Liễu, cô chào. Ông Liễu liền nói ngay: "Cô đến đây vì việc cái văn tự và món tiền của cụ Tham ta ngày xưa thua bạc tôi có phải không?" Ông quản lý đường Thu Liễu hỏi như thế, là trong lòng ông, từ khi về tới Hải Phòng, tùy nghe tin ông Tham đào mất, mà trong lòng phân vân cũng chưa định được ra sao. Ông nửa thời nghĩ rằng, có lẽ vì một cơ sự thế nào, cho nên đêm hôm ấy cô Hương vào buồng ta, sáng ngày ra ông tham đào không dậy, đến hôm sau có tin rằng chết kỳ thay, xong ông vẫn nghi rằng cô giáo Hương là một người xấu, nhà ông tham đào là một nhà càn, mà sự chết của cha cô Hương vị tất đã là một sự kỳ, ông chưa quyết nên chưa dám viết thư cho ông Xuân Hoa, lại được tin rằng Xuân Hoa sắp về, thời ông còn chờ bạn và để thì giờ suy nghĩ xem sao, đến khi cô giáo Hương đến thì lòng cam ghét của ông lại nổi nên ông lại thở ra những lời tựa dao đâm vào mặt cô hương nhường vậy chết nỗi sao ông anh lại nhắc chi đến chuyện ấy hôm nay em tới đây để xin ông anh tha thứ cho em một sự vô ý đêm hôm ở hà thành mà ông anh nên lấy ý tứ cao xa xét đoán chứng nhận cho em là một người vô tội cô hương nói đến đó ứa nước mắt già khóc không cô có làm chi mà nên tội cô vốn là một người vô tội tôi chứng nhận cái tính hạnh rất tốt của cô cho nên tôi muốn cùng cô yêu trộm dấu thầm anh Xuân Hoa tôi Cô bằng lòng Thời xin lấy nhà xăm hàng cơm làm nơi tụ hội của đôi ta Chết nỗi Sao ông anh quá nhầm như thế Không Nếu cô bằng lòng cho tôi âu yếm Thời tôi sẽ xin hoàn lại cái văn tự và món tiền mà cụ tham ta thua tôi trước Nói xong liền nắm lấy cổ tay cô giáo hương toàn hôn ngay Xong cô giảng ra được Rồi chạy ra cửa thuê xe về ngay nhà cô Yến Nước mắt giàn rủa Nước nở từng cơn. Về đến nhà cô Yến, cô giáo Hương không ăn được cơm, nằm bệt ở giường không dở dậy, cáo với bạn rằng đau bụng nhức đầu. Cô nằm mãi cho đến chiều, mặt rời vừa lặn, đèn điện ngoài đường đã lên, cô thuê xe ra nghĩa địa đồng thiện. Ôi tha ma bát ngát điều hưu, bốn bể vắng vẻ tẻ ngắt buồn tênh, những tiếng vo ve đưa ở trên không, những tiếng ảo ảo đưa vì gió thổi những con đom đóm lập lòe trên ngọn cỏ, những con run dế di dỉ chốc nấm mồ. Ghê khiếp thay cái cảnh tha ma chập tối, mà thương hại thay cô giáo hương một mình như mê như mộng, đừng khấn khứa than vãn chỗ quãng không, cùng với những cái hồn ma trong cái nơi mồ con mà nhớn, chỗ năm chỗ ba kia. Cô đừng vài bốn phương mà lầm nhầm những câu than vãn. Chầm lại những hồn thiêng trong nghĩa địa này, hồn thiêng xin chứng giám phù hộ cho tôi, được phá tan cái mảng u ám nó che lấp cái tương lai của tôi đi. Để tôi được cùng người yêu tôi hội ngộ. Các người đã khuất. Khi sống mỗi người một cảnh, cũng có người gặp cảnh éo le như tôi. Xin âm phủ mặc tướng cho tôi đã được vẹn tình vẹn hiếu. Chào ôi, tôi bây giờ thật là khốn khổ thay. Khốn khổ ở trên tinh thần, khốn khổ ở trong tâm lý. Sao cho báo ơn cha, sao cho vẹn nghĩa chồng. Nội oan của tôi sao cho bạn chồng tôi thấu cho. Nếu mà thân tôi có được vẹn đủ mọi điều Thời hãy cho tôi ở lại dương gian Mà không thời xin cho tôi về địa phủ Để tôi được gần cha gần mẹ ở dưới cửu tuyền Tôi cũng xin nhờ cậy các vong linh trong nghĩa địa này Báo cho cha mẹ tôi hay cái nỗi niềm đau đớn của tôi mà phù hộ cho tôi Cô khấn nguyện những lời như thế Chán chê rồi ra Cô lại khóc Khóc rồi lại khấn đi khấn lại Cô đứng mãi mỏi chân Xương xa lạnh lẽo Cô thấy rét bụng nhâm nhầm đau mới dở về. Lúc bấy giờ xe hỏa Hà Nội vừa xuống đến Hải Phòng. Về tới nơi, cô Yến để phần cơm, xong cô đầy bụng không ăn được. Ngồi một lúc nóng đầu lạnh chân, bèn đi lên giường. Thế là cô phải cảm. Sốt đến ba bốn hôm, cô Yến lo thuốc men hết sức cho cô, rồi khuyên nhủ an ủi cô. Đến hôm thứ năm cô mới đỡ bệnh, bảy hôm thời cô khỏi, Cô ngồi ăn cơm với cô Yến Cô nghĩ ngợi thế nào bèn đặt bát cơm xuống hỏi cô Yến rằng Này chị này Vì như có ai dặn điều gì kín Mà nếu mình đem phát giác điều kín ấy ra thời khỏi khổ Vậy có nên tỏ lộ ra không? Cô Yến đáp rằng Chết! Sao lại nên thế được? Người ta đã tin mình mà gửi những điều kín cho mình Vậy dù mình khổ đến đâu cũng không nên phát giác Lương tâm và danh dự mình không nỡ làm Nhưng cái người ấy đã chết rồi càng không nên lắm Ta không nên làm đau đớn cái hồn người đã chết Cô Yến vô tình mà đáp Cũng cho là một sự lý luận chơi Chứ nào có biết cái khổ tâm của cô Hương Giang Ở mấy câu hỏi đó Cô nghe mấy lời cô Yến nói Bỏ bát cơm xuống Lệ ứa hai hàng Gượng sầu đứng dậy Cô ra đứng cửa Thấy một ông thầy bói đi qua Xưa này cô không tin bói Mà bây giờ thật trong dạ cô Trí Thành Mời vào xem một quẻ cầu duyên cứ như quẻ bói thời xấu lắm Cô lại buồn rũ người ra Cô Yến thấy thế liền trách ngay rằng Gớm Đa tình chi lắm mấy Lúc nào cũng chỉ lần quần về việc chồng Không trách được Chỉ tương tư mà âu sầu phiền não chứ gì Đoạn trưởng ai có qua cầu mới hay chị ạ à? Bẩm thưa bà Còn không là hạng người đa cảm như bà đâu Hai hôm sau Cô giáo Hương tiếp được dây thép của ông Nguyễn Xuân Hoa ở Sài Gòn đánh về rằng sắp xuống tàu giờ về bắc kỳ trong lòng rất mừng mà lại rất lo mừng được một lát rồi lại lo lo đêm lo ngày lo rằng cái mộng đoàn viên không thành mà cái sầu phá kính thời quyết chắc vì chắc thế nào ông đường thu liễu cũng đem những chuyện nghi mình mà làm cho chồng mình sinh chán sinh ghét thôi như thế thời trăm năm còn có duyên gì mà mong đường phân vân như thế thời lại tiếp ngay một bức thư của ông chú ở trên hà nội gửi xuống như sau này cháu Hương Chú bảo cho cháu hay rằng Cơ nghiệp của thầy cháu mà cháu giao cho chú trông nom Thì nay các chủ nợ của thầy cháu Họ kiện người thừa tự Mà họ đưa cho mõ tòa đem giấy lại báo cho cháu hay Xem trong giấy má Thời cơ nghiệp không đủ trang nợ Mới chú xét đi Bây giờ chú mới biết rằng Thầy cháu đổ ra nhiều nợ nhường vậy Quái Ông ấy có ăn hoang tiên rộng gì Chắc chỉ thua lửa mắc lận Bị mấy thằng bịp bạc chúng nó rủ dê đến tai hại như thế đó thôi vậy tiếp thư này cháu về ngay để liệu mà tính toán cho yên ổn cô tiếp thư uất lên rồi lại đâm ra ốm nói mê nói sảng khi khóc khi cười lúc thời than vãn bước tỉnh duyên lúc thời chửi rùa phương cờ bạc chẳng còn thuốc nào cho khỏi nữa có cơn mê lên cứ nói rằng chả bao giờ cũng hơn chồng tỉnh bao giờ cũng kém hiếu lại có lúc nói mình toàn giết đi để báo thù có phải mình chó đều đâu Gớm thế mà anh ta đã tưởng Có khi lại làm nhảm rằng Ông Liễu ơi Ông nhầm lắm Ông nhầm vô cùng Tôi đã có Xuân Hoa là chồng rồi Cô Yến thấy bạn nói năng như thế Bèn đến kể cho ông Liễu nghe Ông Liễu ra thăm Thấy cô Hương ốm mê ốm mệt Ông lại suy những lời nói Rồi tưởng đến đêm hôm ấy cùng ngày hôm nào ông thử cô Trong lòng quyết rằng cô là người khá Chứ không phải kẻ càn bèn đem tâm sự mình đối với bạn tỏ cùng cô Yến hay. Tối hôm ấy có tin tàu đến bến, ông Liễu ra đón bạn, liền mời về ngay nhà cô Yến. Ông chủ bút thao nam âm đứng cạnh giường mà rũ rảnh nan nỉ. Mãi mãi cô Hương mới tỉnh. Tỉnh ra thấy ông Nguyễn Xuân Hoa vùng ngay dở dậy, ôm vào cổ chồng mà khóc. Ông Liễu đứng bên cạnh liền nói ngay rằng Thưa chị, xin chị tha lỗi cho tôi đã làm phiền chị trong bấy nhiêu lâu. Thực bấy giờ tôi thử chị mấy lần mới biết chị là một người rất hiếu thảo, rất trung tình. Rồi ngoảnh lại bảo ông Xuân Hoa rằng Em xin mừng cho bác gặp được vợ hiền. Cái số tiền tối hôm ấy cụ tham thua tôi thì tôi còn giữ ở đây. Bản tâm thấy cụ đánh bạc hăng như thế. Tôi nhận được thời giữ lại để chị làm vốn sau này. Xong xảy ra một sự tôi cạn suy nên để đến ngày nay mới giả được. Thôi cũng là đồ mừng của em tặng anh chị. Cô giáo hương tỉnh táo đáp rằng Thưa em cảm ơn bác vô cùng Thôi Dù cả nhà em ngày nay tang thương thế nào Em cũng ngậm đắng nuốt cay Phận gái chữ tòng Này em một bề với chồng em cho trăm năm xế bóng Một tuần lễ Cô giáo hương khỏi Ông Liễu Gia nói rằng Chập kinh cũng phải tòng quyền Tuy bà chị có tang Xong tưởng cũng nên cùng ông anh tôi hợp cần như cưới chạy tang vậy Ông chủ bút Nguyễn Xuân Hoa đem vợ là cô giáo Hương đi Sài Gòn được 2 tháng. Thời được tin ông quản lý đường Thu Liễu cùng cô Sa Phăm Hoàng Thị Yến kết nghĩa Loan Hoàng. Vì ông Liễu cũng vẫn còn chưa người nội trợ. Đôi bên thư giấy cho nhau luôn. Kẻ Hải Phòng người Tây Cống, Nam Bắc một nhà. Quý thính giả vừa nghe xong đọc truyện trên kênh của Vân chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo